Tuyệt thế cường long, Tề Đẳng Nhàn. Tập 45. Hắn là người được Phó Phong Vân đích thân đặc biệt tuyển vào, hơn nữa còn trong thoáng chốc đã lên đến chức chuẩn tướng, quan hệ của hắn với Ngọc Tiểu Long cũng không hề bình thường. Người như thế, đương nhiên là Hà Lỗi phải cố gắng làm thân rồi. Lão Hà, ông đến rồi à? Sao thế, thằng oát con này lân la làm quen với ông à? Hai người đang trò chuyện thì bà Hà đã thướt tha đi đến, chào hỏi Hà Lỗi một tiếng, sau đó lại liếc nhìn Tề Đẳng Nhàn một cái với ánh mắt khinh thường. Đám đông cũng nhao nhao cười khẩy, cảm thấy cái tên trẻ tuổi mà hai người Văn gia dắt đến thật là không biết tốt xấu, mới ban nãy còn đắc tội với vợ người ta mà bây giờ đã đi tìm người ta để lân la làm quen rồi à. Ánh mắt của Tề Đẳng Nhàn khẽ chuyển động và rời đến trên người bà Hà, hắn bắt đầu cảm thấy có chút không vui rồi. Chuyện ban nãy vừa mới kết thúc mà bà ta vẫn chưa chịu thôi à? Hà Lỗi nghe thấy lời này của vợ mình thì sợ đến biến đổi cả sắc mặt. Bà Hà nói, ông qua đây, tôi giới thiệu cho ông một vài người bạn, đừng có phí lời với thằng oát con chỉ muốn lân la làm quen với người khác này. Có một số người đúng thật là không biết tốt xấu, rõ ràng đã đắc tội với bà Hà rồi mà còn muốn nịnh hót chủ nhiệm Hà à, đúng thật là buồn cười mà. Ha ha. Chỉ có thể nói là loại người này không có mắt nhìn, không biết làm người mà thôi, cũng may là chủ nhiệm Hà rộng lượng nên mới bằng lòng nói chuyện với cậu ta vài câu đấy. Mấy người phụ nữ quen biết bà Hà ở quanh đó đều không nhịn được mà nở nụ cười châm chọc, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn đúng thật là một tên ngốc. Hà Lỗi lại trầm giọng nói, phu nhân, ai cho bà ăn nói sằng nói bậy thế hả? Bà Hà nói, chẳng phải chỉ là một thằng oát con thôi sao? Có cái gì mà không được nói, ông mau qua đây. Câm miệng lại cho tôi. Hà Lỗi hổn hển quát lên, suýt chút nữa đã giáng cho bà ta một cái bạt tai. Cái đồ đàn bà ngu xuẩn này, đã không biết Tề Đẳng Nhàn là ai thì thôi đi, tại sao lại còn đến mắng người thế hả? Sợ mình không đắc tội với cậu ta hay sao? Bà Hà vô cùng hoảng sợ, bà ta nói, không mắng thì không mắng, ông hung dữ như thế làm gì chứ hả? Sau đó, bà ta nhìn thấy Hà Lỗi quay đầu sang bên kia, cúi đầu gặp người với Tề Đẳng Nhàn một lúc lâu và liên tục xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, bà nhà tôi không hiểu chuyện, vẫn mong ngài đừng trách móc làm gì. Mấy người phụ nữ vừa mới nói chuyện ban nãy sau khi nhìn thấy thái độ của chủ nhiệm Hà danh tiếng lẫy lừng đối với Tề Đẳng Nhàn thì vẻ mặt cũng bỗng chốc thay đổi. Đồng tử của tất cả các vị khách quý đang có mặt ở đây cũng hơi co lại, sau đó ai nấy đều rơi vào trầm tư. Lập tức qua đây xin lỗi anh Tề đi, nếu không thì bà đừng có trách tôi không nể mặt tình nghĩa vợ chồng. Hà Lỗi quát lên với bà Hà một cách nghiêm khắc. Tề Đẳng Nhàn liếc qua bà Hà một cái, sau đó nhớ đến việc mình đã từng gặp được bà ta ở đâu, ngay sau đó, từ ánh mắt cho đến biểu cảm của hắn đều đồng loạt trở nên kỳ quái. Sau đó, hắn lại nhìn Hà Lỗi một cái, trong ánh mắt có mang theo một chút thông cảm. Sau khi nghe thấy lời này, bà Hà cảm thấy vô cùng ấm ức. Bà ta cắn răng quay người đi và nói, muốn tôi xin lỗi á, không thể nào, ông không nể mặt tình nghĩa vợ chồng thì đừng có nể, cùng lắm thì không sống với nhau nữa thôi. Sau khi nói xong lời này, bà ta tức giận phừng phừng và ngay lập tức rời đi. Vẻ mặt Hà Lỗi vô cùng gượng gạo, ông ta vội vàng vừa cúi người vừa xin lỗi Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn xua xua tay và nói, trưởng ban Hà, ông yên tâm đi, tôi sẽ không để chuyện này ở trong lòng đâu. Ồ, đúng rồi, nếu như tôi nhớ không nhầm thì lúc trước trưởng ban Hà cũng tham gia vào việc triệt phá vụ án phản quốc của Hồng Thiên Đô nhỉ. Hà Lỗi ngây người một lúc rồi nói, đúng rồi, sao lại đột nhiên hỏi đến chuyện này thế? Không có gì, chỉ là muốn hỏi thử mà thôi. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười và nói, sau đó đưa tay ra bắt tay với Hà Lỗi một cái. Mọi người nhìn thấy thái độ của Hà Lỗi đối với Tề Đẳng Nhàn thì cũng biết được rằng người đàn ông trẻ tuổi này không hề đơn giản như vẻ bề ngoài. Nói không chừng Văn gia đã tìm được chỗ dựa lớn rồi. Ban nãy Văn gia đã bởi vì bà Hà mà bị mất hết mặt mũi, thế nhưng lúc này bọn họ đã lấy lại được mặt mũi rồi, thậm chí còn rạng danh hơn cả lúc trước. Sau khi buông tay Hà Lỗi ra, Tề Đẳng Nhàn lại vỗ vai ông ta một cái, cố ý ghé sát lại gần ông ta và nói. Trưởng ban Hà, ông cứ hưởng thụ bữa tiệc này đi, không cần lo lắng, tôi không phải loại người nhỏ mọn đâu. Sau đó hắn khẽ khịt mũi để đảm bảo thêm một lần nữa.
Hà Lỗi nở nụ cười xấu hổ và xoay người đuổi theo bà Hà. Đợi đến khi người đi rồi, Tề Đẳng Nhàn mới móc điện thoại của mình ra, gọi thẳng vào số điện thoại của Ngọc Tiểu Long và trầm giọng nói, tôi tìm thấy Hồng Thiên Đô rồi, cô lập tức sắp xếp cao thủ đến để giám sát đi, nhất định không để lộ ra bất cứ sơ hở nào. Lần này nhất định không được để ông ta trốn thoát nữa. Ngọc Tiểu Long nói với giọng bất ngờ, anh tìm được kiểu gì thế? Sau này tôi sẽ nói với cô sau. Địa điểm là nhà của Hà Lỗi, phó chủ nhiệm ban chính trị của Thượng Hải, hãy lập tức phong tỏa xung quanh để giám sát đi. Tề Đẳng Nhàn trầm giọng nói. Được, Ngọc Tiểu Long nói. Sau khi gọi xong cuộc điện thoại này, Tề Đẳng Nhàn lại gọi điện thoại cho Đồ Phu và lạnh lùng nói, Đồ Phu, cậu lập tức dẫn theo hai người dạ ma và oán quỷ đến chỗ gần nhà Hà Lỗi đi. Tôi đã thông báo cho Ngọc Tướng Lĩnh để tiến hành giám sát rồi, cô ấy sẽ bàn bạc cụ thể với các cậu sau. Các cậu phụ trách giúp đỡ bọn họ, nếu như Hồng Thiên Đô phát hiện ra và có ý định đột phá vòng vây thì nhất định phải kéo dài thời gian và giữ ông ta lại. Ấy, nhị đương gia, sao anh lại chắc chắn như thế vậy? Đồ Phu cảm thấy vô cùng kỳ lạ. Mùi vị, Tề Đẳng Nhàn cười khẩy và nói. Mùi vị, Đồ Phu cau mày. Tôi ngửi được mùi từ trên người của vợ Hà Lỗi, cái mùi đó không phải ở trên người Hà Lỗi mà là ở trên người một người đàn ông khác. Tề Đẳng Nhàn nói, người đàn ông đó chắc chắn chính là Hồng Thiên Đô. Trong chỗ tin tức mà Tham Lang phân tích và gửi đến cũng có địa điểm này, lúc trước bà Hà này có qua lại với Hồng Thiên Đô, hơn nữa Hà Lỗi còn là một trong những người tham gia vào việc triệt phá vụ án phản quốc của Hồng Thiên Đô. E rằng bất cứ ai cho dù có nghĩ nát óc thì cũng không thể ngờ được Hồng Thiên Đô lại gan to bằng trời mà dám trốn ở gần nhà của một chủ nhiệm ban chính trị đâu nhỉ. Hơn nữa còn thường xuyên ở cùng một chỗ với vợ của ông ta. Nói đến đây, ánh mắt của Tề Đẳng Nhàn bỗng lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Nếu như không có gì sai sót thì lần này có lẽ là thực sự có thể tìm được Hồng Thiên Đô rồi. Trong tin tức mà Tham Lang gửi đến quả thực có một địa điểm là nhà của Hà Lỗi. Bởi vì trước khi kết hôn với Hà Lỗi, người vợ hiện tại của Hà Lỗi đã có quan hệ lúc nóng lúc lạnh với Hồng Thiên Đô. Chuyện của Hồng Thiên Đô bị phanh phui, Hà Lỗi cũng tham gia vào trong đó, mặc dù ông ta có tác dụng không lớn lắm nhưng cũng là một trong những người tham gia triệt phá. Một người tham gia khác là Hoàng Văn Lãng đã suýt chút nữa bị thuộc hạ của Hồng Thiên Đô là cá sấu giết chết. Hà Lỗi cũng là một người tham gia vào trong đó, với lòng thù hận đó của ông ta, có lẽ ông ta cũng sẽ không chịu buông tha đâu. Có thứ gọi là thù giết cha, thù đoạt vợ. Có lẽ sẽ không có gì có thể khiến một người đàn ông đau đớn và tức giận hơn việc bị cắm sừng đâu nhỉ. Hà Lỗi kết hôn với người phụ nữ trước đây có quan hệ với Hồng Thiên Đô, bây giờ Hồng Thiên Đô sẽ cướp lại người phụ nữ đó từ bên cạnh ông ta. Cách trả thù này vô cùng hợp lý. Sau khi nhận được điện thoại của Tề Đẳng Nhàn, Ngọc Tiểu Long ngay lập tức cẩn thận sắp xếp nhân lực để giám sát. Cái tên Hồng Thiên Đô này quá là giàu hoạt, hơn nữa thân thủ còn vô cùng mạnh mẽ, lại còn liên quan đến rất nhiều bí mật, vậy nên những người được chọn để giám sát ông ta đều là những người mà cô ấy đã chọn lựa kỹ càng một lượt và chọn ra từng người một. Thậm chí mỗi người trong số họ còn được trang bị thêm cả vũ khí. Về cơ bản thì mỗi người đều được trang bị một khẩu pháo cá nhân và một khẩu súng trường tấn công loại xịn SK-416 do Đức sản xuất. Càng khoa trương hơn là những người này hầu như đều có võ công rất lợi hại, lại còn được trang bị thêm nhiều vũ khí như vậy, có thể nói là có lực sát thương vô cùng khủng khiếp. Và lại, ba người nhóm Đồ Phu cũng đã đến nơi rất nhanh, có ba cao thủ hàng đầu như bọn họ tham gia vào việc vây bắt, có thể nói là trên thế giới này rất khó có người có thể thoát khỏi. Tề Đẳng Nhàn yên tâm ở lại bữa tiệc để chờ đợi tin tức của Ngọc Tiểu Long, hắn chỉ đoán rằng bà Hà và Hồng Thiên Đô có quan hệ bất chính nhưng còn việc rốt cuộc Hồng Thiên Đô có trốn ở gần nhà của Hà Lỗi hay không thì hắn cũng không rõ lắm, hắn vẫn phải cẩn thận quan sát động tĩnh của bà Hà thêm một chút mới được. Tề Đẳng Nhàn có võ công cao cường và ngũ giác đặc biệt kinh người là do Tề Bất Ngữ cố ý tôi luyện cho hắn. Không nói mũi của hắn có thể ngửi ra được sơ hở giống như nhân vật chính ở trong anime nhưng những mùi mà đa số mọi người đều không thể ngửi được thì hắn lại có thể ngửi được rất rõ ràng. Tiếp theo đây thì cứ yên lặng chờ bà Hà rời khỏi chỗ này thôi. Tề Đẳng Nhàn liếc nhìn bà Hà đang cãi nhau với Hà Lỗi một cái, ánh mắt lạnh lùng. Dạo gần đây tâm trạng của bà Hà không được tốt có lẽ cũng có liên quan đến Hồng Thiên Đô nhỉ.
e rằng trong lòng bà ta cũng đang có mâu thuẫn. Một người đàn ông như Hồng Thiên Đô ấy mà, sức quyến rũ của ông ta chắc chắn là có thể thu hút rất nhiều phụ nữ, thế nhưng ông ta cũng là một người vô cùng nguy hiểm, ở bên cạnh ông ta nhất định sẽ phải có áp lực tâm lý. Ban nãy có người đã từng nói, dạo gần đây tính tình của bà Hà không được đúng lắm. Cuối cùng thì nhân vật chính của bữa tiệc ngày hôm nay đã lên sàn rồi. Con gái của Giang Sơn Hải là Giang Khuynh Nguyệt mặc một chiếc váy lễ phục màu trắng và chậm chậm đi ra khỏi đám người, người thật trông còn xinh đẹp hơn so với trong ảnh, chẳng mấy chốc đã lấn át những nữ minh tinh rực rỡ chói mắt đang có mặt ở đó. Quả nhiên là rất xinh đẹp, chỉ là dáng người có hơi cao quá, đi thêm giày cao gót vào đoán chừng cũng phải 1m8. Tề Đẳng Nhàn nhìn lướt qua một cái và không khỏi líu lưỡi, thân hình này, chắc là rất khó có người đàn ông nào có thể cưỡng lại được. Giang Khuynh Nguyệt có thân hình cao ráo và rất phù hợp để làm một siêu mẫu, trên chân còn đi cả giày cao gót, chiều cao này đủ để ngay lập tức giết chết rất nhiều những tên đàn ông đang có mặt ở đó. E rằng bất cứ người đàn ông cao 1m8 nào khi đi ở bên cạnh cô ta cũng sẽ cảm thấy có một loại áp lực tâm lý vô hình. Diệp Kế Hùng nở nụ cười và bước đến rồi cười nói, Giang tiểu thư, chào cô. Giang Khuynh Nguyệt lại lạnh lùng liếc nhìn anh ta một cái rồi trực tiếp đi xa khỏi anh ta. Diệp Kế Hùng thấy thế thì cũng không quá để bụng mà chỉ tùy tiện nhún vai một cái mà thôi. Hôm nay là sinh nhật lần thứ 26 của con gái tôi, đồng thời cũng là ngày mà tôi muốn tuyên bố một sự kiện trọng đại. Lúc này, Giang Sơn Hải mỉm cười đi đến và lớn tiếng nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giang Khuynh Nguyệt nghe thấy thế thì ánh mắt bỗng chốc trở nên có gì đó không đúng lắm. Sắc mặt của Tần Đường Ngọc bỗng chốc cứng đờ, cô ta quay sang nhìn Văn Tư Thuận và nói, cậu Văn. Quả nhiên là Giang Sơn Hải đã ôm lấy cái đùi của Diệp gia ở thành phố Kinh Đảo rồi, đây là chuẩn bị gả con gái cho Diệp Kế Hùng à. Văn Tư Thuận nói, nếu như bọn họ thực sự có thể kết hợp lại với nhau thì sức ảnh hưởng của Giang Sơn Hải sẽ tăng lên đến mức độ chưa bao giờ có. Trong lòng đám đông đang có mặt ở đó cũng đều cảm thấy như vậy. Đây là Giang Sơn Hải đang muốn tạo đà cho việc thăng chức lên làm giám đốc Long Môn Thượng Hải của mình đây mà. Tôi muốn tuyên bố, Giang Sơn Hải cao giọng nói. Chờ đã, lúc này Giang Khuynh Nguyệt lại nở nụ cười, bước lên phía trước và ngắt lời Giang Sơn Hải. Giang Sơn Hải nhìn thấy Giang Khuynh Nguyệt đột nhiên ngắt lời mình thì bỗng cảm thấy có chút không hài lòng, ông ta khẽ nheo mắt. Cau mày lại và nói, con gái ngoan, con có điều gì muốn nói à? Giang Khuynh Nguyệt cười nói, hay là để con tự mình tuyên bố đi? Giang Sơn Hải sững sờ một lúc rồi nói, thế cũng được, con tự làm đi. Diệp Kế Hùng nhìn Giang Khuynh Nguyệt và liên tục gật đầu, anh ta cảm thấy vô cùng hài lòng, cưới về một người vợ như thế này cũng coi như là một mối duyên tốt đối với mình rồi. Điều mà tôi muốn nói chính là... Bố tôi đang chuẩn bị gả tôi cho thần bài Diệp Kế Hùng của Diệp gia, thế nhưng tôi lại chẳng hề có hứng thú gì với chuyện này cả, cơ mà mệnh lệnh của bố mẹ thì thật khó có thể làm trái lại. Giang Khuynh Nguyệt thở dài một hơi và nói. Đám đông ngay lập tức sững sờ. Vẻ mặt Giang Sơn Hải đột nhiên trở nên hung dữ, ông ta không ngờ rằng Giang Khuynh Hải lại dám nói ra những lời như thế. Vẻ mặt của Diệp Kế Hùng thì lại vô cùng bình tĩnh. Giang Khuynh Nguyệt có đồng ý hay không thì cũng không hề quan trọng, thứ mà anh ta cần chỉ là một kết quả mà thôi. Thay vì bị Diệp gia sắp xếp cho cưới một người con gái mà anh ta chưa bao giờ gặp thì thà rằng cứ kết hôn với Giang Khuynh Nguyệt khiến cho người khác vui lòng vui mắt còn hơn. Các khách mời đang có mặt ở đó đều bị câu nói này của Giang Khuynh Nguyệt làm cho bối rối. Thế nhưng tôi cũng muốn cho bản thân mình một cơ hội. Giang Khuynh Nguyệt nói. Mọi người đều yên lặng lắng nghe. Giang Khuynh Nguyệt tiếp tục nói, nếu như có ai nhìn chúng tôi rồi thì xin mời hãy khiêu chiến Diệp Kế Hùng ở trên bàn đánh bạc. Ai thắng được anh ta rồi thì tôi sẽ có thể suy nghĩ đến việc làm bạn gái của người đó. Đây cũng là một phương thức thỏa hiệp của cô ta, chẳng những không làm cho thể diện của Giang Sơn Hải trở nên quá xấu xí mà còn để lại cho cô ta một khoảng trống nhất định. Những câu nói này được xem như là sự phản kháng và vùng vẫy cuối cùng của cô ta đối với số phận. Cô ta không muốn trở thành vật hy sinh trong cuộc chiến tranh đoạt vị trí giám đốc của Giang Sơn Hải. Giang tiểu thư, cô là mỹ nữ số một Thượng Hải đã được mọi người công nhận, làm gì có người đàn ông nào không muốn trở thành bạn trai của cô đâu chứ?
Thế nhưng điều kiện này của cô cũng khó quá rồi đấy. Đúng đấy, ai mà chẳng biết Diệp Kế Hùng là thần bài danh tiếng lẫy lừng đã nhiều lần giành được chức vô địch poker và blackjack cơ chứ, ở trên bàn đánh bạc, ai có thể thắng được anh ta đây? Giải tán cả đi, chúng ta không có cơ hội đâu. Bình thường đánh bài trên mạng là đã khá lắm rồi. Nghe thấy giọng nói truyền đến từ trong đám người, trong ánh mắt của Giang Khuynh Nguyệt bỗng chốc xẹt qua một tia thất vọng, trong số những người này, chẳng lẽ không có lấy một người đàn ông nào có dũng khí để đứng ra hay sao? Cho dù biết rằng bản thân sẽ thua nhưng cũng có thể lấy hết dũng khí để đứng ra cơ mà, không thử một lần thì sao có thể biết được liệu có được kỳ tích thiên vị hay không chứ? Thậm chí cô ta đã trải sẵn đường luôn rồi, những người chia bài, bộ bài, bàn đánh bài được chuẩn bị trước đều là do cô ta đặc biệt sắp xếp mà, chỉ cần có người đứng ra thì sẽ có hy vọng để giành chiến thắng. Trên mặt Giang Sơn Hải hiện lên một nụ cười khinh thường, ông ta cảm thấy hành động của Giang Khuynh Nguyệt thật là ấu trĩ. Trên mặt Diệp Kế Hùng thì lại tràn đầy vẻ kiêu ngạo và lạnh lùng, đánh bại anh ta ở trên bàn đánh bài. Ha ha! Không được để Diệp gia với Giang gia liên hôn, nếu không thì uy danh của Giang Sơn Hải sẽ rất khó có thể lay chuyển. Tôi đi, Văn Tư Thuận cắn răng nói. Sẽ thua đấy, Tần Đường Ngọc nói với vẻ mặt lo lắng và lắc lắc đầu. Bây giờ Văn gia đã khó khăn lắm rồi, mặt mũi cũng đã mất hết cả rồi, còn sợ gì chút chuyện như này cơ chứ. Thua thì cứ việc thua, nhỡ đâu lại có kỳ tích thì sao? Văn Tư Thuận trầm mặt nói và bày tỏ thái độ muốn liều mình đi thử. Tề Đẳng Nhàn cười cười và nói, thôi vậy, để tôi lên cho. Thực ra Giang Khuynh Nguyệt muốn gả cho ai thì cũng chẳng liên quan gì đến hắn cả, thế nhưng hắn thấy Tần Đường Ngọc và Văn Tư Thuận đều căng thẳng như thế, hơn nữa hắn cảm thấy lời nói của hai người hình như cũng khá là có lý. Một khi Giang Sơn Hải thành công liên hôn với Diệp gia của thành phố Kinh Đảo thì danh tiếng của ông ta sẽ càng được nâng cao hơn nữa, chuyện này đối với việc tương lai Tề Đẳng Nhàn sẽ tiếp quản Long Môn Thượng Hải mà nói thì hoàn toàn không phải là chuyện tốt. Sau khi nghe thấy câu nói này của Tề Đẳng Nhàn, Văn Tư Thuận bỗng chốc ngẩn người một lúc, anh ta nói, anh Tề, anh lên á. Cái này, tôi công nhận võ công của anh rất tuyệt vời, nhưng đây là đánh bài chứ không phải đánh đấm. Tần Đường Ngọc cảm thấy sợi dây thần kinh không đáng tin kia của Tề Đẳng Nhàn lại nhảy lên nữa rồi, cô ta gượng cười và nói, thực ra thì thế nào cũng được, ai lên đều cũng sẽ thua cả thôi, dù sao thì đối thủ cũng là Diệp Kế Hùng cơ mà. Tề Đẳng Nhàn thản nhiên nói, Diệp Kế Hùng ghê gớm lắm à. Lúc trước khi chơi bài với tôi, anh ta còn suýt chút nữa đã thua mất cả quần lót đấy. Phì! Tần Đường Ngọc suýt chút nữa đã hộc máu. Liệu hắn có thể viết ra nháp trước khi chém gió được không hả? Diệp Kế Hùng là thần bài danh tiếng lẫy lừng đó, thần bài đó, thần bài đó. Điều quan trọng phải nói 3 lần. Danh tiếng của người ta có được bằng việc chiến thắng trên bàn đánh bạc có đầy rẫy những cao thủ của các cuộc thi lớn trên toàn thế giới chứ đâu có phải do một cái miệng chém gió ra đâu. Nếu như Tề Đẳng Nhàn thực sự có khả năng để chiến thắng Diệp Kế Hùng thì hắn sớm đã tung hoành các sòng bạc và quét sạch 4 phương rồi. Hơ, Văn Tư Thuận nở nụ cười gượng gạo và không nói gì cả. Mấy vị khách quý ở xung quanh nghe thấy cuộc đối thoại của bọn họ thì đều không nhịn được mà che miệng cười thầm. Cái tên chống lưng cho Văn gia này rốt cuộc là ai thế, mặc dù có thể khiến cho chủ nhiệm Hà Kính Cẩn khép nép với cậu ta nhưng hình như cũng có vẻ rất thích chém gió nhỉ. Thế mà lại nói là khiến cho Diệp Kế Hùng phải thua hết cả quần lót, tôi cũng phục luôn rồi. Chẳng lẽ cậu ta không biết Diệp Kế Hùng vừa mới tiếp tục giành chức vô địch cuộc thi poker năm nay hay sao? Đâu chỉ có quán quân cuộc thi poker, người ta còn giành vị trí thứ nhất trong cuộc thi blackjack và thắng được giải thưởng 20 triệu đô la Mỹ kia kìa. Danh tiếng của Diệp Kế Hùng trong giới đánh bạc giống như danh tiếng của Châu Nhuận Phát trong các phim đánh bạc vậy, ở trong góc nhìn của người ngoài, bọn họ thực sự là những con người không thể vượt qua được. Đánh bài với Diệp Kế Hùng á? Đơn thuần chỉ là đang tặng tiền cho người ta mà thôi. Trong số những người đang có mặt ở đó cũng có không thiếu những người mến mộ Giang Khuynh Nguyệt, thế nhưng lại chẳng có một ai bằng lòng đứng ra cả, đó chính là bởi vì mọi người đều tự mình biết mình và hiểu rất rõ rằng nếu như đi lên đó thì chẳng khác nào đi nộp mạng cả. Văn Tư Thuận ho khan vài tiếng và nói, anh Tề, hay là để tôi lên đi. Dù sao anh cũng là giám đốc tương lai, không tiện ra mặt đâu. Tề Đẳng Nhàn nói, có gì mà không tiện.
Văn Tư Thuận nói, cho đến bây giờ thì anh vẫn chưa từng chính thức ra mắt, nếu như anh thua bởi Diệp Kế Hùng ở chỗ này thì sẽ không có lợi cho danh tiếng của anh đâu. Đến lúc đó khi anh ra mắt rồi thì mọi người đều sẽ cảm thấy khinh thường anh bởi vì anh đã thua bởi Diệp Kế Hùng và không chịu nghe theo sự dạy dỗ của anh đâu. Hẳn là anh Tề cũng không muốn nhìn thấy chuyện như vậy đâu nhỉ. Thay vì để cho anh Tề đi nhận thua thì thà để tôi đi còn hơn. Tần Đường Ngọc cũng gật đầu theo và nói, cậu Văn nói có lý đấy, anh Tề, thân phận này của anh không thể thua ở đây được, hơn nữa lại còn là thua bởi con rể của Giang Sơn Hải. Chuyện này sẽ gây ra đả kích rất lớn đối với uy danh của anh trong tương lai đấy. Tề Đẳng Nhàn dở khóc dở cười, lắc lắc đầu và nói, sao hai người biết được rằng tôi chắc chắn sẽ thua chứ? Bởi vì người đó là thần bài mà, Tần Đường Ngọc không nhịn được mà cằn nhằn một câu. Thần bài, chẳng phải tôi đã nói là lúc trước anh ta đã suýt chút nữa thua mất cả quần lót dưới tay tôi rồi hay sao? Và lại anh ta cũng nói rồi, trước khi thắng được tôi thì anh ta sẽ mãi mãi không thừa nhận cái danh hiệu thần bài này đâu. Tề Đẳng Nhàn vừa cười vừa nói. Nói đùa cái gì thế? Hai người Văn Tư Thuận và Tần Đường Ngọc sau khi nghe thấy lời này của Tề Đẳng Nhàn thì bỗng chốc nhìn nhau một cái rồi đều nhao nhao lắc đầu. Tề Đẳng Nhàn nhún vai một cái và nói, Văn Tư Thuận, có phải cậu yêu thầm Giang Tiểu Thư không? Cậu sợ tôi thắng rồi thì cô ấy sẽ trở thành bạn gái của tôi à? Chấm chấm chấm. Vẻ mặt Văn Tư Thuận vô cùng ngạc nhiên, sau đó bất lực gượng cười. Nghe đi, đây là lời mà con người có thể nói ra hay sao? Mình suy nghĩ cho hắn mà lại bị hắn cho rằng mình có ý đồ xấu xa. Ấy! Xem ra trong số những vị khách đang có mặt ở đây không có ai sẵn sàng dũng cảm bước ra vì Khuynh Nguyệt và đánh cược với Diệp Kế Hùng rồi. Giang Khuynh Nguyệt thở dài một hơi, thế thì đành thôi vậy, cơ mà. Trước khi tôi kết hôn với anh ta, tôi có một điều kiện này của tôi sẽ luôn có hiệu lực. Lúc này Tề Đẳng Nhàn đã không thèm quan tâm đến sự ngăn cản của hai người Văn Tư Thuận và Tần Đường Ngọc để bước ra và thản nhiên nói, ai bảo không có ai. Tôi làm bạn trai của cô có được không? Hắn vừa mới bước ra và lên tiếng thì đã trực tiếp khiến cho bữa tiệc một phen chấn động, ai nấy đều nhao nhao vươn cổ ra để nhìn xem cái tên liều lĩnh nào lại không biết tốt xấu mà muốn khiêu chiến Diệp Kế Hùng ở trên bàn đánh bài. Ha, lại còn dám lên thật này, chém gió để chọc cho mọi người cười thì thôi đi, thực sự lên đó rồi để bị mất mặt thì chẳng còn gì thú vị nữa rồi. Cậu ta nói trước đây mình đã từng thắng được thần bài Diệp Kế Hùng. Thật là không biết sự tự tin đó của cậu ta từ đâu mà có nữa. Tôi ngược lại muốn xem anh ta sẽ thua đến không còn cả quần lót nữa như thế nào. Người này đã hoàn toàn bị sắc đẹp làm cho mê muội rồi, cái đồ không biết tốt xấu. Đám người ban nãy nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn thực sự dám bước ra thì đều không khỏi lên tiếng cười nhạo. Văn Tư Thuận lại cảm thấy rất khó chịu. Anh ta lạnh lùng nói, các người còn không có cả dũng khí để đứng ra đối mặt với thất bại thì có tư cách gì để đi châm chọc người khác chứ? Lời này của anh ta khiến cho những người đó đều câm miệng lại. Mặc dù bây giờ Văn gia đã tuột dốc không phanh rồi nhưng dù sao thì con lạc đà gầy yếu cũng vẫn to hơn con ngựa, bọn họ không dám chọc vào. À, cái anh Tề này đúng thật là thích ra vẻ mà, ngăn cũng không ngăn nổi. Tần Đường Ngọc không nhịn được mà bắt đầu cười khổ và cũng không biết nên làm như thế nào nữa. Nếu như Tề Đẳng Nhàn thua ở đây thì cục diện của tương lai sẽ càng trở nên tồi tệ hơn nữa, phải biết rằng thân phận của Diệp Kế Hùng bây giờ chính là con rể tương lai của Giang Sơn Hải. Đến lúc đó, cho dù hắn có ra mắt rồi thì làm sao có thể thuyết phục được mọi người cơ chứ? Mọi người sẽ thấy rằng hắn đường đường là một giám đốc mà còn không thể thắng được con rể của phó giám đốc. Thế thì còn có mặt mũi nào để ra lệnh cho mọi người nữa chứ? Khóe miệng Văn Tư Thuận khẽ giật, anh ta bất lực nói, hết cách rồi, nếu như anh ta đã lên đó rồi thì chúng ta chỉ có thể cầu nguyện rằng ít nhất thì anh ta cũng đừng có thua một cách quá là khó coi mà thôi. Giang Khuynh Nguyệt nhìn thấy cuối cùng cũng có người bước ra khỏi đám đông rồi thì ánh mắt bỗng chốc sáng rực lên, sau đó, cô ta gật đầu, mỉm cười và nói, tốt lắm, cuối cùng cũng có người bằng lòng đứng ra vì tôi rồi. Tôi sẽ đi sắp xếp sòng bạc ngay đây. Trong lúc nói chuyện, chiếc bàn đánh bạc mà cô ta chuẩn bị từ trước đã được người bê lên trên rồi, một người chia bài mặc một bộ Âu phục trên người cũng theo đó mà bước ra. Những chuyện này đều nằm trong sự kiểm soát của cô ta,
chỉ cần Diệp Kế Hùng ngồi xuống bàn đánh bạc thì khả năng anh ta bị thua sẽ vô cùng lớn. Vẻ mặt của Giang Sơn Hải ngay lập tức trở nên vô cùng khó coi, ông ta thực sự không ngờ rằng thế mà lại có cái tên nào không cần mạng nữa mà lại dám đứng ra phá hỏng chuyện tốt của ông ta vào ngay lúc này. Hơn nữa người này lại còn là thằng nhãi trước đó đã từng đắc tội với bà Hà, chính là người mà đôi sư huynh sư muội của Văn gia dắt đến. Mặc dù ông ta cũng biết rằng khả năng Tề Đảng Nhàn thắng được Diệp Kế Hùng gần như là bằng không, nhưng vào lúc này, ông ta không muốn xảy ra bất cứ tình huống bất ngờ nào cả, càng huống chi đứa con gái tên Giang Khuynh Nguyệt của ông ta vốn dĩ chính là một người không dễ đối phó. Sau khi nhìn thấy Tề Đảng Nhàn, vẻ mặt của Diệp Kế Hùng bỗng chốc trở nên âm u, anh ta không ngờ rằng mình lại gặp lại cái tên đối thủ cũ này ở Thượng Hải. Trước đây khi ở trên du thuyền của Hoàng gia, anh ta đại diện cho Từ Ngạo Tuyết và Tề Đảng Nhàn đại diện cho Hứa Đông Tinh đã đánh với nhau một ván, kết quả là anh ta đã thất bại thảm hại và bị bỡn cợt một cách nặng nề. Mỗi khi nhớ lại chuyện đó trong đêm muộn, anh ta lại cảm thấy vô cùng mất mặt. Cái gọi là kỳ phùng địch thủ khiến bọn họ vô cùng ghen tị. Tề Đảng Nhàn không coi Diệp Kế Hùng là kẻ thù, nhưng Diệp Kế Hùng lại coi hắn là kẻ thù. Dù sao danh tiếng thần bài của hắn đã bị người này hủy hoại, trận thua đó vẫn luôn ám ảnh hắn trong giấc mơ, hắn vĩnh viễn sẽ không quên. Tề Đảng Nhàn, là cậu sao? Tốt lắm, tôi còn tưởng rằng sẽ không có cơ hội báo thù, không nghĩ tới tại Thượng Hải lại gặp được cậu. Diệp Kế Hùng nghiến răng nghiến lợi nói, hoàn toàn mất đi phong độ vốn có. Sau khi nghe điều này, tất cả mọi người không khỏi sửng sốt. Diệp Kế Hùng biết người này. Hơn nữa hình như còn có thù. Tề Đảng Nhàn cười nói, sao, lần trước thua còn chưa đủ thảm, chẳng lẽ anh còn muốn mình thảm hại hơn sao? Lời này vừa nói ra, hiện trường náo động lên, nhưng ai nấy đều cảm thấy đó chỉ là lời nói cợt nhả của Tề Đảng Nhàn, Diệp Kế Hùng làm sao có thể thua? Không ngờ, Diệp Kế Hùng cười lạnh nói, lần trước cậu có thể đánh bại tôi phần lớn là vận may, tôi sơ ý một chút. Lần này, không đơn giản như vậy nữa đâu. Khi mọi người nghe nói rằng Diệp Kế Hùng thực sự thừa nhận rằng anh ta đã thua Tề Đảng Nhàn, đều sững sờ tại chỗ và không thể nói một lời. Ngay cả Văn Tư Thuận cùng Tần Đường Ngọc cũng không khỏi hai mặt không thể tin nhìn nhau. Thì ra Tề Đảng Nhàn không chỉ là khoác lác, mà là thật sự đánh bại Diệp Kế Hùng. Khi Giang Khuynh Nguyệt nghe những lời của Diệp Kế Hùng, cô ấy không thể không mỉm cười. Hóa ra người đàn ông trước này thực sự là một tay cao thủ cờ bạc và đã đánh bại Diệp Kế Hùng trên bàn poker. Tốt quá, có người như vậy, hơn nữa mình cẩn thận sắp xếp, lần này không cần lo lắng không để cho Diệp Kế Hùng thất thủ. Hai vị, mời ngồi vào bàn, tùy các vị lựa chọn chơi kiểu gì cũng được. Giang Khuynh Nguyệt cười nói, thanh âm dễ nghe như chuông bạc ngân vang, rất êm tai. Diệp Kế Hùng hơi khum tay với Tề Đảng Nhàn, lạnh lùng nói, xin mời. Tề Đảng Nhàn cười khúc khích và nói, đánh bài bằng thẻ thật nhàm chán, anh không phải là thần cờ bạc sao? Chúng ta hãy đặt cược vào thứ khác đi. Sắc mặt của Giang Khuynh Nguyệt lập tức thay đổi, cô ấy không vui nói, Tề tiên sinh, đừng thay đổi quy tắc của tôi một cách bừa bãi. Tề Đảng Nhàn lại nói, này, còn muốn tôi làm bạn trai cô không? Muốn thì câm miệng. Giang Khuynh Nguyệt sau khi nghe thấy điều này, gần như tức giận đến chết. Cô ấy là người phụ nữ xinh đẹp nhất trong thành phố Ma Đô, và những người đàn ông theo đuổi cô ấy trên thế giới có thể lấp đầy sông Giang Đô, vậy tại sao lại muốn Tề Đảng Nhàn tới làm bạn trai của cô ấy? Diệp Kế Hùng nhìn Tề Đảng Nhàn, dừng bước về phía bàn poker và nói, được, cậu muốn đặt cược gì? Dù sao thì tôi cũng đã đánh bại anh trên bàn đánh bạc rồi, thật nhàm chán và không có thách thức để tôi làm lại. Tề Đảng Nhàn cười nói. Có ý gì cứ việc nói thẳng, Diệp Kế Hùng đã cảm thấy có chút bất mãn, trong lòng cực kỳ muốn báo thù. Tề Đảng Nhàn nhàn nhạt nói, chúng ta đánh cược mạng, thấy thế nào? Lời này vừa nói ra, hiện trường liền xôn xao. Diệp Kế Hùng thậm chí còn có nhiều ký ức tồi tệ hơn trong tâm trí, trong trò chơi đó, Tề Đảng Nhàn không có nhiều tiền đặt cược trong tay, vì vậy hắn nói rằng sẽ đánh cược mạng sống của mình, nhưng cuối cùng Diệp Kế Hùng đã thua. Lần này, Tề Đảng Nhàn làm lại. Chơi chiến thuật tâm lý với tôi. Hừ, đánh cược tính mạng chính là đánh cược tính mạng của mình, tại đánh cược trên phương diện, tôi chưa từng sợ bất luận kẻ nào. Diệp Kế Hùng cười lạnh nói.
Tề Đẳng Nhàn nhìn xung quanh nói, đây là vệ sĩ của anh sao? Diệp Kế Hùng gật đầu. Tề Đẳng Nhàn vẫy vẫy tay nói, lại đây. Vệ sĩ của Diệp Kế Hùng đi lên. Tề Đẳng Nhàn cười nói, làm phiền, đưa khẩu súng lục mà anh giấu cho tôi một chút. Người vệ sĩ sửng sốt, không biết phải làm sao, quay đầu nhìn Diệp Kế Hùng. Diệp Kế Hùng cười lạnh nói, đưa súng cho hắn, tôi muốn xem hắn định giở trò ngu xuẩn gì. Tề Đẳng Nhàn lấy một khẩu súng lục ổ quay màu bạc sáng loáng từ tay vệ sĩ, ngạc nhiên nói, ồ, đồ tốt, Kha Nhĩ Đặc Lục Quân. Nói xong, Tề Đẳng Nhàn đi tới bàn đánh bạc, mở nòng súng, xả hết đạn. Đến lượt cậu, Diệp Kế Hùng nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn lạnh giọng nói. Tề Đẳng Nhàn nhún vai một cái, đưa một viên đạn cho Diệp Kế Hùng và yêu cầu anh ta nạp đạn. Diệp Kế Hùng so le hai viên đạn đến khoảng cách tối đa và nạp chúng, điều này khiến việc xác định chúng bằng tai trở nên khó khăn hơn. Tề Đẳng Nhàn cười một tiếng. Nói, những hành động nhỏ này thực ra cũng không cần thiết, bởi vì tôi không nghĩ vận may của anh có thể kéo dài lâu như vậy. Diệp Kế Hùng nói, vận may của cậu có thể không tốt hơn nhiều nhỉ. Tề Đẳng Nhàn nói, tôi không dựa vào may mắn, mà là dựa vào thực lực. Diệp Kế Hùng bắt đầu xoay nòng súng, tốc độ lúc nhanh lúc chậm khiến cho lực ma sát của nòng súng mỗi lần khác nhau, âm thanh phát ra càng khó nhận ra. Tề Đẳng Nhàn tựa hồ cũng không có nghiêm túc nghe, nói, dừng. Diệp Kế Hùng dừng lại, rồi đưa súng cho Tề Đẳng Nhàn. Cậu có 1/3 cơ hội chết, hiện tại có thể cân nhắc nhận thua. Diệp Kế Hùng lạnh lùng nói. Vừa rồi mọi người chỉ nhìn thấy anh dứt khoát bóp cò, nhưng bọn họ không biết rằng, lúc đó trong lòng anh có vô số đấu tranh tâm lý. Chiếc áo sơ mi bên trong bộ vest của anh đã ướt đẫm mồ hôi. Và áp lực tâm lý mà anh ta phải chịu lớn hơn nhiều so với những gì người ngoài tưởng tượng. Không ai không sợ lưỡi hái của tử thần. Nhưng Tề Đẳng Nhàn dường như là một ngoại lệ. Hắn nhận lấy khẩu súng và bóp cò trực tiếp vào thái dương. Mọi người lại bịt mắt lại nhưng không nghe thấy tiếng súng nên lại bỏ tay xuống. Tên này sao lại may mắn như vậy? Tại sao hắn không chết? Giang Sơn Hải hai mắt đỏ lên, tiếp theo đến phiên Diệp Kế Hùng. Diệp Kế Hùng lần này sẽ sử dụng 3 viên đạn. Khoang của khẩu súng lục ổ quay này chỉ đủ lớn để chứa 6 viên đạn, sau khi nạp 3 viên đạn, có 50% tỷ lệ trúng giải. Tề Đẳng Nhàn rất dễ dàng nở nụ cười, đối với Diệp Kế Hùng nói, anh xem, đây chính là thực lực, hy vọng vận khí của anh đủ để có thể sống sót qua cái thứ 5. Diệp Kế Hùng khó khăn nuốt nước bọt và nói, tới đi. Nói xong. Anh ta đưa một viên đạn trên bàn cho Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn tùy ý nhét vào trong nòng súng, sau đó giơ súng lên cười nói, tôi bắt đầu quay, anh nghe cho kỹ. Diệp Kế Hùng nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu và nói, bắt đầu đi. Tề Đẳng Nhàn di chuyển nòng súng bằng ngón tay, tốc độ quay không quá nhanh cũng không quá chậm, như thể hắn bình tĩnh, nòng súng đang quay, phát ra âm thanh mà người ngoài hoàn toàn không thể nghe thấy bất kỳ sự khác biệt nào. Diệp Kế Hùng mặc dù nhắm mắt lại, nhưng lông mi của anh đang cấp tốc run rẩy, anh cảm thấy đầu óc đã bắt đầu rối loạn. Áp lực do 3 viên đạn mang lại thực sự quá lớn. Rốt cuộc, nếu không cẩn thận, có 1/2 tỷ lệ trúng giải và bị đánh chết. Trán của Diệp Kế Hùng thậm chí bắt đầu đổ mồ hôi, lòng bàn tay và lòng bàn chân cũng đẫm mồ hôi, sự căng thẳng của anh dần mất kiểm soát. Trong đám người một mảnh im lặng chết chóc. Lúc này không ai dám lên tiếng, thậm chí hô hấp cũng chậm lại, sợ thanh âm của mình ảnh hưởng đến hai người liều mạng chiến đấu. Giang Khuynh Nguyệt cũng vô cùng lo lắng, cô không bao giờ ngờ rằng mọi thứ sẽ phát triển đến mức này, nó chỉ đơn giản là quá kích thích. Dừng lại. Diệp Kế Hùng không khỏi lớn tiếng nói. Tề Đẳng Nhàn dừng lại, nói thật sự không phải lúc để anh bảo dừng lại, tôi có nghe lầm không? Diệp Kế Hùng sắc mặt tái nhợt, nói, đưa cho tôi. Tề Đẳng Nhàn đưa cây súng cho anh ta. Diệp Kế Hùng cầm khẩu súng lục và chậm rãi giơ lên. Tề Đẳng Nhàn cười nói, sẽ chết đó. Những ngón tay của Diệp Kế Hùng không khỏi trở nên cứng đờ, họng súng đã chạm vào thái dương đẫm mồ hôi của anh ta, những đường gân trên trán nổi lên và không ngừng nhúc nhích. Dừng lại. Diệp Kế Hùng bỗng nhiên hô to. Tề Đẳng Nhàn dừng lại.
đưa súng cho anh và mỉm cười nói, lần này anh khá là quyết đoán, không chút do dự, là đang nắm giữ mật mã sao? Diệp Kế Hùng cầm lấy khẩu súng lục, im lặng không nói. Cậu có biết, lần trước cậu đánh tôi về sau, tôi trong chốc lát không nghĩ uống trà ăn cơm, liền ngủ không được. Diệp Kế Hùng lạnh lùng nói. Thực xin lỗi, tôi không phải gay. Tề Đẳng Nhàn sửng sốt một chút, sau đó vỗ vỗ đầu xấu hổ nói. Mọi người ngất đi. Đây là loại người gì, vào thời điểm như vậy mà vẫn có thể nói những lời cợt nhả như vậy. Diệp Kế Hùng nói, tôi không lúc này không nghĩ có thể thắng cậu. Tề Đẳng Nhàn nói, yên tâm nổ súng đi, cũng đừng nhiều lời, anh bắn nhất định phải chống, tiếp theo đến lượt tôi chết chắc. Diệp Kế Hùng phớt lờ hắn ta, nói, nhưng bây giờ tôi lại nghĩ thông suốt rồi. Tôi là con út của nhà họ Diệp và tôi cũng được gọi là thần bài, cần gì phải một mình so đo với cậu chứ? Tề Đẳng Nhàn nghiêng đầu nói, đây là ý gì? Diệp Kế Hùng đột nhiên giơ súng lên, chĩa vào đầu hắn, lạnh lùng nói, ý của tôi là, không cần đánh cược tính mạng với loại người như cậu. Tôi lấy mạng của cậu. Hiện trường nhất thời xôn xao. Tuy nhiên, mọi người đều cảm thấy đó là điều bình thường, bởi vì Diệp Kế Hùng thực sự không muốn đánh cược cuộc sống của mình với một người như vậy. Lúc này, vẻ mặt của Hà Lỗi thay đổi, và anh ta định bước lên phía trước nhưng lại nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn đang giơ ngón tay về phía anh ta, điều này khiến anh không tự chủ được dừng lại. Họng súng đen ngòm nhắm thẳng vào đầu Tề Đẳng Nhàn và cảnh tượng đang trở nên vô cùng căng thẳng. Khó trách vừa rồi anh quyết đoán như vậy, cho nên anh đã sớm nghĩ đến chính mình muốn làm gì. Tề Đẳng Nhàn nhún vai thở dài, tôi cầu xin tha thứ có phải là đã muộn rồi sao? Ví dụ như quỳ xuống cho anh vậy. Diệp Kế Hùng trên mặt tràn đầy lãnh đạm, nói cậu đừng ở chỗ đó nói những lời hóm hỉnh như vậy, vô dụng. Hôm nay tôi lấy mạng cậu, vừa rồi tôi đã nói rồi. Văn Tư Thuận không khỏi nóng nảy, tức giận nói, Diệp Kế Hùng, anh là thiếu gia oai phong của nhà họ Diệp ở thành phố Kinh Đảo, lại có tiếng là thần bài, vậy mà anh không chơi nổi sao? Không chơi nổi. Không phải tôi không mua nổi, chỉ là không cần đánh cược tính mạng với loại rác rưởi này. Mạng sống của tôi, Diệp Kế Hùng, quý giá như vậy, đáng để mạo hiểm sao? Đồ sứ, tại sao lại phải chạm vào lọ sành? Diệp Kế Hùng nghe xong trực tiếp phá lên cười, khinh thường nói. Giang Sơn Hải cũng vội vàng nói không sai, nồi đất không cần động, anh được quý trọng như vậy, có thể cùng người như vậy đánh cược tính mạng sao? Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói, vậy còn dám đánh cược nữa không? Diệp Kế Hùng cầm súng, căn bản không sợ hắn, chỉ là cười lạnh nói, cậu muốn chơi cái gì? Tề Đẳng Nhàn nói một câu kinh điển, tôi cá là súng của cậu không có viên đạn nào. Diệp Kế Hùng căm tức nói, vậy cậu đi chết đi. Anh ta bóp cò thật mạnh. Lách cách. Có một tiếng giòn giã, nhưng súng không vang. Hắn cực kỳ kinh ngạc, nhìn về phía Tề Đẳng Nhàn, chỉ thấy đối phương trên mặt tràn đầy trêu chọc. Diệp Kế Hùng cười gằn nói, là cậu vạn khí tốt đúng không? Nói xong, anh ta kéo cò liên tục, nhưng âm thanh duy nhất phát ra từ súng là tiếng búa đập vào không khí, lách cách. Lúc này, Tề Đẳng Nhàn móc trong túi quần trái ra, nói, tôi nói rồi, trong súng của anh không có đạn, không tin sao? Diệp Kế Hùng khiếp sợ ngay tại chỗ, ngạc nhiên nói, cái này, làm sao có thể? Kỳ thực chúng ta cũng không có ân oán gì, tôi thấy nếu anh chết thì thật đáng tiếc cho nên định thả anh đi. Tề Đẳng Nhàn xòe ngón tay ra, chỉ thấy 5 viên đạn bên trong đã an toàn nằm gọn trong lòng bàn tay hắn. Tần Đường Ngọc và Văn Tư Thuận vẫn cảm thấy không thể tin được rằng Tề Đẳng Nhàn lại khiến Diệp Kế Hùng thấy xấu hổ. Khi bộ mặt thật của Diệp Kế Hùng bị bại lộ, việc không sử dụng những thủ đoạn quỷ quyệt có thể nói là đã hủy hoại danh tiếng của anh ta, kéo theo đó là khuôn mặt của Giang Sơn Hải cũng tối sầm theo. Vốn dĩ muốn lợi dụng tiệc sinh nhật của Giang Khuynh Nguyệt để tuyển Diệp Kế Hùng làm con rể, nhưng Giang Khuynh Nguyệt làm sao lại dở trò như vậy? Hơn nữa điều không ngờ tới là hết lần này đến lần khác Tề Đẳng Nhàn lại không theo nguyên tắc như vậy. Chúc mừng Giang Tiểu Thư, cô đã có được một người bạn trai rất có năng lực a. Giang Tiểu Thư có tầm nhìn độc đáo, chọn được bạn trai như vậy thật làm cho người ta hâm mộ. Một số khách nhân có mâu thuẫn với Giang Sơn Hải lúc này mở miệng nói những lời chúc mừng, nhưng thực tế là họ đang cực kỳ chán ghét Giang Sơn Hải. Ai không biết Giang Sơn Hải sẽ mang lại lợi ích gì khi kết hôn với Diệp gia. Nhưng nó tình cờ gây xáo trộn và khiến họ cảm thấy hạnh phúc khi nghĩ về nó.
Giang Sơn Hải lúng túng cười, trước mặt nhiều người như vậy, ông ta không thể mất bình tĩnh, ngược lại càng che giấu sự mơ hồ trong mắt, tuyên bố yến tiệc sẽ tiếp tục và để mọi người ăn uống. Giang Khuynh Nguyệt không thể giúp Tề Đẳng Nhàn không nhịn được nói, làm sao anh kết luận rằng anh ta không dám tự bắn mình ở phát súng cuối cùng. Anh ta đã giấu viên đạn trước. Tề Đẳng Nhàn ngáp một cái, nói tâm lý phòng ngự của anh ta đã bị nghiền nát, 5 viên đạn tôi còn khó nghe, huống chi là anh ta. Súng lục ổ quay chỉ có 6 khe trống và 5 trong số đó đã được cài, nghe thấy một khe trống duy nhất không được nạp đạn khó đến mức nào. Đánh bạc cả đời không phải đánh bài, ai có đủ dũng khí chỉ tin vào vận may của mình mà tự bắn vào đầu mình trong hoàn cảnh như vậy. Vì bây giờ anh là bạn trai của tôi, chúng ta hãy trao đổi chút thông tin liên lạc đi. Giang Khuynh Nguyệt nói một cách thẳng thắn và lấy điện thoại ra. Sau khi thêm bạn bè, Giang Khuynh Nguyệt nói, hãy nghe lời khuyên của tôi. Anh tốt hơn là rời khỏi Ma Đô càng sớm càng tốt. Tề Đẳng Nhàn nói, tá ma sát lư. Hừ, ăn cháo đá bát. Giang Khuynh Nguyệt nói, đây là vì lợi ích của anh. Sự xuất hiện của anh đã làm hỏng việc kinh doanh của cha tôi. Ông ấy sẽ không bỏ qua cho anh đâu. Tề Đẳng Nhàn nói, cái kia, tôi không cần cô lo lắng. Thấy hắn không nghe, Giang Khuynh Nguyệt lắc đầu nói, làm người, anh cũng không thể đánh giá quá cao, không nghe lời khuyên của tôi. Sớm muộn gì cũng chịu thiệt. Tề Đẳng Nhàn nói, cô vẫn nên lo lắng cho chính mình, dù sao nếu cô không có động thái như vậy, tôi sẽ không đứng ra để đối phó với Diệp Kế Hùng. Giang Khuynh Nguyệt cười khẽ một tiếng, sau đó nói, xem ra anh với cha tôi không hợp nhau ha. Cũng rất tốt, anh đã đứng ra giúp đỡ tôi rất nhiều, cho nên tôi sẽ cho anh một cơ hội. Trong vòng một tháng, anh thử xem có gây được ấn tượng gì với tôi, nếu anh có thể gây ấn tượng với tôi. Tôi sẽ coi như chấp nhận anh làm bạn trai. Cô đang đùa với tôi à? Vừa rồi cô cùng toàn bộ khách mời thừa nhận là bạn gái của tôi, bây giờ còn nói như vậy với tôi. Thật coi mình là nữ thần, tưởng tôi là nam nhân đều phải liếm cô sao? Tề Đẳng Nhàn trực tiếp bật cười, lắc đầu nói, thái độ vô ơn của cô làm tôi nhớ đến một người phụ nữ khác. Giang Khuynh Nguyệt sững sờ trước những lời thô tục của Tề Đẳng Nhàn, người đàn ông không lịch sự trước mặt cô. Cố gắng thể hiện phong thái của một quý ông. Anh nói cái gì? Giang Khuynh Nguyệt ánh mắt trở nên lạnh lùng. Bốp! Tề Đẳng Nhàn trực tiếp vỗ mạnh vào mông cô một cái. Cảnh tượng này đã được nhìn thấy bởi một nhóm khách xung quanh. Có nam nhân không khỏi trong lòng không khỏi than khóc, nữ thần mà bọn họ ngày đêm nghĩ đến cư nhiên lại bị người khác mạo phạm như vậy. Giang Sơn Hải không ngờ rằng vào lúc này, Tề Đẳng Nhàn sẽ dám chơi đùa với ông ta ở đây. Khuôn mặt của trở nên tối sầm ngay lập tức. Giang Khuynh Nguyệt ở một bên cũng có một nụ cười gượng gạo bất lực, thực sự không biết đây là điều kỳ lạ gì, nhưng nó vẫn có thể đánh bại Diệp Kế Hùng, đây nhất định chỉ là một trò đùa. Tiểu tử, cậu tìm chết sao? Giang Sơn Hải nhìn Tề Đẳng Nhàn lạnh lùng hỏi. Giang Khuynh Nguyệt vội vàng ngăn Tề Đẳng Nhàn lại, nói, đừng nói lung tung ở đây nữa, đến lúc anh thực sự mất mạng thì đừng trách tôi không nhắc nhở anh. Tề Đẳng Nhàn nhún vai một cái, đối Giang Sơn Hải nói, nhiều người đều muốn tôi chết đi, ông là ai cơ? Giang Sơn Hải gần như bị hắn chọc giận suýt chết. Giang Sơn Hải cười to và nói, được, được, cậu thật là to gan, hôm nay tôi sẽ cho cậu biết rằng tôi là ai. Dù sao ông cũng là con thứ, Tề Đẳng Nhàn không quên sát muối vào vết thương của ông. Giang Khuynh Nguyệt nói xong, tên khốn này không có cửa trên miệng, hắn ta nói không ngừng. Vì vậy hắn có lẽ sẽ chết bây giờ. Giang Sơn Hải hừ lạnh một tiếng, trong đại sảnh lập tức lóe ra hơn 20 bóng người, đều là Giang Sơn Hải cao lãnh tướng lĩnh, cường giả 10 phần, người bình thường vân vân, khó có thể tới gần. Cậu phá hỏng việc tốt của tôi còn ở chỗ này vô lễ với tôi. Xem ra tôi nên dạy cho cậu một bài học, Giang Sơn Hải lạnh lùng nói. Nhìn thấy nhiều người như vậy, vẻ mặt của Giang Khuynh Nguyệt không khỏi biến sắc. Giang Sơn Hải lại nhìn Giang Khuynh Nguyệt, lạnh lùng nói, Giang Khuynh Nguyệt, con cũng là một người tốt, tạm thời chơi trò chơi này cho ta hiểu rồi, con không muốn cuộc sống giống mẹ mình phải không? Giang Khuynh Nguyệt bình tĩnh nói, tôi đã thực hiện nhượng bộ và thỏa hiệp lớn nhất, tôi không phải là công cụ của ông, không phải là con bài thương lượng mà ông sử dụng để vượt lên. Hơn nữa, ông vẫn tiếp tục đe dọa tôi bằng việc của mẹ tôi, ông có không nghĩ vậy rất vô sỉ sao? Giang Sơn Hải tức giận cười đáp lại, nói, được, được, mày thật là ngoan cố. Hôm nay, tao sẽ để bạn trai của mày chết trước mặt tao,
để mày gánh lấy hậu quả. Làm đi. Giang Sơn Hải giận dữ hét lên. Lời còn chưa dứt, Tề Đẳng Nhàn đã động thủ trước. Hắn túm cổ Giang Sơn Hải, tát thẳng vào khuôn mặt già nua của ông ta và chửi rủa, ở đâu ra nhiều chuông và huýt sáo như vậy? Ông không biết rằng tất cả những kẻ hung ác đều chết vì nói nhiều sao? Giang Sơn Hải bị cái tát của hắn làm cho choáng váng, sững sờ tại chỗ, ông ta không biết tốc độ của đối thủ như thế nào lại nhanh như vậy, hơn nữa còn dám ra tay với ông ta. Hắn thật sự không biết viết chữ chết sao? Lấy trình độ của ông còn muốn làm thủ lĩnh Long Môn Đà chủ sao? Còn muốn uy hiếp người khác? Tề Đẳng Nhàn lại bĩu môi. Giang Khuynh Nguyệt ở một bên nhìn đến ngây người. Tề Đẳng Nhàn nói, này, này, lũ cá vụn kia, đừng tới đây, còn dám tiến lên một bước, tôi bóp nát cổ họng của ông ta. Thuộc hạ của Giang Sơn Hải lập tức đứng yên, từng cái ném chuột sợ vỡ bình, vì sợ hắn thực sự sẽ làm chuyện tổn hại đến tính mạng của Giang Sơn Hải. Cô làm sao còn đứng ngây người ở nơi đó, mau qua đây, muốn lũ kia này bắt cô sao? Tề Đẳng Nhàn liếc nhìn Giang Khuynh Nguyệt một cái, thản nhiên hỏi. Giang Khuynh Nguyệt lúc này mới hoàn hồn, vội vàng nghiêng người đến bên chỗ Tề Đẳng Nhàn. Giang Sơn Hải trên mặt tràn đầy tức giận, nói, mày, đứa con gái bất hiếu này, lại tìm người như vậy đến đối phó cha mày sao? Tề Đẳng Nhàn cười nói, là ông không biết xấu hổ, lấy mạng mẹ uy hiếp cô ấy. Huống chi là con gái của ông, tôi thật không biết trong xã hội này sao lại có loại cặn bã như ông. Mặc dù Tề Đẳng Nhàn không biết Giang Sơn Hải và Giang Khuynh Nguyệt đang ở trong tình huống nào, nhưng theo những gì Giang Sơn Hải vừa nói thì chắc rằng ông ta không phải là loại tốt đẹp gì, vì vậy hắn sẽ không khách khí với những người như vậy. Ông không phải nói tôi không thể ra khỏi biệt thự này sao? Được rồi, một lát nữa tôi đi ra ngoài, xem ông có dám ngăn cản tôi hay không. Tề Đẳng Nhàn để điện thoại di động xuống, ung dung hướng về phía Giang Sơn Hải cười một tiếng. Giang Sơn Hải giữ im lặng với khuôn mặt lạnh lùng, vì sợ những gì ông ta nói sẽ lại bị cái mồm to của hắn thổi vào mặt. Hiệu quả của Ngọc Tiểu Long không phải là lỗi, chỉ trong 10 phút, một sĩ quan cấp cao mặc quân phục đã đến dinh thự của Giang gia cùng với một số binh sĩ được trang bị đạn thật. Lúc này khách khứa hầu như đã rời đi, cho nên hắn tới cũng không có thu hút quá nhiều người chú ý. Con người của Giang Sơn Hải không khỏi co lại khi nhìn thấy người tiến tới là người của bộ chiến tranh, ông ta không ngờ Tề Đẳng Nhàn lại có lai lịch như vậy, khó trách hắn lại dám ngang ngược như vậy. Tề tiên sinh, chúng tôi được lệnh đến đón ngài. Sĩ quan cấp tá hướng về phía Tề Đẳng Nhàn giơ tay chào nói. Cực cho cậu rồi, Tề Đẳng Nhàn cười một tiếng, vậy chúng ta đi thôi. Các binh sĩ từng người một cầm súng trường, hướng họng súng xiên xuống đất, lạnh lùng liếc nhìn chung quanh. Nếu có kẻ nào dám làm càn, không cần nghi ngờ có dám nổ súng hay không. Giang Khuynh Nguyệt không khỏi giật mình, cô không ngờ Tề Đẳng Nhàn lại có lai lịch vững chắc như vậy, chỉ một cú điện thoại đã gọi được sĩ quan cấp cao, binh lính mang đạn thật đến đón. Giang Sơn Hải dù có cường đại cỡ nào cũng không dám để cho thuộc hạ của mình ra tay vào lúc này, một khi ông ta ra tay, bản chất sẽ khác. Tề Đẳng Nhàn nhìn về phía Giang Khuynh Nguyệt nói, đi thôi, còn ở đây làm gì? Giang Khuynh Nguyệt định thần lại, bị hắn kéo tay, mơ màng bước ra ngoài. Sau khi lên xe cát phổ xa, Giang Khuynh Nguyệt mới hồi phục lại tinh thần. Tề Đẳng Nhàn tát vào khuôn mặt già nua của Giang Sơn Hải trong biệt thự của Giang gia, sau đó dễ dàng rút lui an toàn, chuyện này, nghĩ về nó khiến cô cảm thấy không thể tin được. Xem ra, ân oán của cô với cha có chút phức tạp, phụ nữ như vậy rất hiếm thấy a. Tề Đẳng Nhàn chủ động mở lời trò chuyện, lạnh nhạt nói. Giang Khuynh Nguyệt ngước đôi mắt buồn bã, khẽ lắc đầu và nói, ông ta quá thực dụng, để có được sự ủng hộ, ông ta đã bỏ rơi người mẹ ốm yếu của tôi và kết hôn với một người phụ nữ khác. Kể từ khi trở thành Ma Đô Long Môn phó đà chủ sau, tính tình cũng có sự thay đổi lớn, chỉ quan tâm quyền thế, căn bản không thèm để ý những thứ khác. Ngay cả tôi cũng có thể trở thành công cụ để ông ta hy sinh bất cứ lúc nào. Tề Đẳng Nhàn nói, vậy ông ta thật đúng là có chút thái quá. Khó trách cô sẽ cự tuyệt. Giang Khuynh Nguyệt nhắm mắt lại, thở dài và nói, ông ấy muốn tuyển Diệp Kế Hùng làm con rể trong bữa tiệc sinh nhật này, và ông ấy đang đe dọa tôi bằng tính mạng của mẹ tôi. Bà ấy hiện đang điều trị bệnh ở Đức và chi phí hàng ngày là rất lớn, hơn nữa ông ấy còn có người ở bên kia. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy Giang Sơn Hảo có chút không phải người.
người ta nói vợ cả trăm ngày nên mới bỏ vợ cả để đến với người đàn bà khác, còn lấy con gái làm công cụ, dùng vợ cả để uy hiếp con gái phải nghe theo mệnh lệnh của bản thân. Tuy nhiên, sự háo hức muốn thành công nhanh chóng của Giang Sơn Hải đã khiến Tề Đẳng Nhàn cảm thấy rằng có rất nhiều cơ hội để điều động, đột nhiên trong lòng hắn tự nhiên nảy ra một kế hoạch. Sau khi Giang Khuynh Nguyệt mở lời trò chuyện, cô ấy có lẽ cũng là bởi vì có quá nhiều nỗi khổ tâm, Tề Đẳng Nhàn đang suy nghĩ về lý do tại sao thế giới lại tối tăm như vậy, cô ấy vẫn đang nói chuyện một mình. Tôi chỉ có thể kinh doanh nhỏ, làm sao tôi có đủ tiền để trả những hóa đơn thuốc khổng lồ cho mẹ. Hơn nữa, người phụ nữ mà ông ta kết hôn thỉnh thoảng sẽ nhắm vào tôi, công việc kinh doanh của tôi nếu không phá sản đã được coi là tốt rồi. Giang Khuynh Nguyệt nói, tôi không biết khi nào thì cuộc sống như thế này mới kết thúc. Cuộc đời đâu có đẹp đẽ như người ngoài nhìn vào. Ngọc Tiểu Long vẫn cố chấp trước sau như một, cái này làm cho Tề Đẳng Nhàn có chút khó chịu. Vì thế, hắn đưa mắt ra hiệu cho Lão Đồ Tể. Lão Đồ Tể lập tức hiểu ý, thừa dịp Tề Đẳng Nhàn hấp dẫn lực chú ý của Ngọc Tiểu Long, bỗng nhiên cướp lấy khẩu súng lục sắt bên hông Ngọc Tiểu Long, sau đó chĩa súng vào giữa lưng Ngọc Tiểu Long. Làm gì đấy? Đám thuộc hạ của Ngọc Tiểu Long đứng xung quanh nhao nhao giống to, từng người đều rút súng nhắm vào hai người Lão Đồ Tể và Tề Đẳng Nhàn. Sắc mặt Ngọc Tiểu Long trở nên âm trầm đến vô cùng khó coi, nói Tề Đẳng Nhàn, anh làm cái gì đấy? Bảo người của anh chĩa súng vào tôi. Lão Đồ Tể cười cười, nói, Ngọc Tướng Quân, xin lỗi, lời của nhị đương gia, tôi cũng không dám không nghe. Tề Đẳng Nhàn liền nói, cô đừng cố chấp như vậy, không phải tôi muốn gây bất lợi cho cô, mà là phải làm việc tôi cần làm thôi. Ngọc Tiểu Long nói, anh có biết tầm quan trọng của chuyện này hay không? Lúc này rồi mà còn muốn giở tính trẻ con. Tề Đẳng Nhàn nói, đã quyết định như vậy rồi, tôi và Hồng Thiên Đô một đấu một, các cô không được phép nhúng tay vào. Nếu ai dám nhúng tay, người đó chính là kẻ địch của tôi. Đám thuộc hạ của Ngọc Tiểu Long hai mặt nhìn nhau, cảm thấy Tề Đẳng Nhàn đúng là bị điên rồi. Người như Hồng Thiên Đô, vậy mà hắn lại muốn một đấu một với người ta. Vì sao cứ nhất định phải làm như vậy? Ngọc Tiểu Long nhìn không được hỏi. Chỉ có không ngừng chiến đấu với cao thủ mới có thể trở nên tiến bộ được. Tôi còn rất nhiều việc cần hoàn thành, cho nên không thể dừng bước không tiến. Tề Đẳng Nhàn cười cười, nói. Ngọc Tiểu Long nhìn hắn, sau một lúc lâu mới thở dài, nói, được, tôi đồng ý với anh, tôi không nhúng tay vào, cũng sẽ không để cho người khác nhúng tay. Tề Đẳng Nhàn vừa lòng nói, buông súng xuống. Lão Đồ Tể để khẩu súng xuống, chắp tay với Ngọc Tiểu Long, nói, đắc tội. Ngọc Tiểu Long lạnh nhạt cắm khẩu súng về lại đai lưng, cười lạnh nói, chỉ mong đúng như những gì anh nói, anh có thể đánh chết ông ta, chứ không phải bị ông ta đánh chết. Cô ta bỗng nhiên dừng lại, nói, nhưng mà, nói cả nửa ngày, ngay cả bóng người của Hồng Thiên Đô còn không nhìn thấy, anh cứ chắc chắn ông ta ở chỗ này như vậy. Tôi đã cảm giác được ông ta, nói vậy, ông ta cũng có thể cảm giác được tôi đúng không? Tề Đẳng Nhàn híp hai mắt, chậm rãi nói. Ngọc Tiểu Long trầm mặc không nói, vung tay lên, nói, đi làm việc đi, bố trí phòng tuyến cho tốt, tuyệt đối không thể để cho Hồng Thiên Đô chạy thoát. Rõ. Mọi người đáp lời, lập tức nhanh chóng chạy đi làm việc của mình. Hà phu nhân đã về nhà, nhưng Hà Lỗi còn chưa trở về, tạm thời bị cục chính trị gọi quay lại tăng ca. Sau khi về đến nhà, Hà phu nhân mệt mỏi ngã ngồi trên sofa, một bàn tay to lặng yên không một tiếng động từ sau bả vai cô ta vươn tới, chui vào trong cổ áo cô ta. Hà phu nhân nhắm mắt lại, nói, lá gan của anh đúng là càng ngày càng lớn. Không sợ hắn ta đi về nhà cùng tôi à? Vậy mà lại dám ở nơi này chờ tôi? Hồng Thiên Đô lại cười nói, cô sẽ không để hắn ta trở về, bởi vì cô biết tôi đang đợi cô, không phải sao? Hà phu nhân nắm lấy tay của Hồng Thiên Đô, nói, anh có thể đừng giết người nữa được không? Mấy ngày nay, tôi vẫn không ngừng nghe được tin tức có người chết từ chỗ lão Hà, tôi rất sợ hãi. Hồng Thiên Đô nói, bọn họ phản bội tôi. Vì sao tôi không thể giết? Hà Lỗi, tôi cũng sẽ không bỏ qua cho hắn ta, đương nhiên, tôi sẽ cho hắn ta được chết cuối cùng, để hắn ta nhìn tôi sủng ái cô như thế nào. Hà phu nhân run giọng nói, anh đúng là đồ biến thái. Hồng Thiên Đô cười nói, yên tâm,
Chờ tôi làm xong những việc này, giải quyết được Hà Lỗi, tôi sẽ đón cô ra nước ngoài. Tôi ở nước ngoài chinh phục một mảnh giang sơn, cô sẽ có cuộc sống như hoàng hậu. Hà phu nhân khẽ ừ một tiếng, nói tôi chờ. Thời điểm Hồng Thiên Đô đang chuẩn bị tiến hành bước tiếp theo, tay bỗng nhiên dừng lại. Hà phu nhân kinh ngạc nói, làm sao vậy? Hồng Thiên Đô yên lặng rút tay về, nói, không ngờ hắn lại có thể tìm được tôi còn tưởng rằng, không ai có thể tìm được tôi chứ. Đúng vậy, sao có thể có người nghĩ đến Hồng Thiên Đô sẽ ẩn thân ở cách vách nhà phó chủ nhiệm phân cục cục chính trị Thượng Hải được. Sau khi Hà phu nhân nghe được lời này, sắc mặt biến đổi trở nên trắng bệch, nói, anh nói cái gì? Có người tìm được anh, hành tung của anh bị bại lộ rồi. Hồng Thiên Đô nói, chuyện này không chỉ là bại lộ đơn giản như vậy, vì phòng ngừa tôi chạy trốn, phỏng chừng đã bày ra thiên la địa võng rồi. Thân thể Hà phu nhân cũng trở nên run rẩy. Yên tâm, cô chỉ là một người phụ nữ vô tội, sẽ không bị liên lụy vào. Hồng Thiên Đô ha ha cười, đứng thẳng người lên. Đúng lúc này, cửa bị ai đó gõ vang lên. Hồng Thiên Đô nói, đi mở cửa đi. Hà phu nhân nơm nớp lo sợ đi tới mở cửa ra, liền thấy được Tề Đảng Nhàn đang đứng ở cửa. Tiểu Xích Lão, là cậu à? Sau khi Hà phu nhân nhìn rõ ràng khuôn mặt của Tề Đảng Nhàn, chấn động, nằm mơ cũng không nghĩ tới, người tìm tới nơi này vậy mà lại là hắn. Hồng Thiên Đô, rốt cuộc cũng tìm được ông. Tề Đảng Nhàn nhìn không được nở nụ cười, cứ như thấy được con mồi yêu thích. Hồng Thiên Đô hơi híp mắt, nói quả nhiên là cậu, đúng là cậu không nuốt lời mà, thật sự rất muốn đánh chết tôi đấy. Tề Đảng Nhàn nâng tay lên, ôm quyền nói vậy thì ông cũng không muốn liên lụy đến vị Hà phu nhân này đúng không, chúng ta đi xuống chơi một chút. Được thôi, Hồng Thiên Đô cười to nói, lộ ra một loại tinh thần vô cùng dũng cảm. Hà phu nhân trơ mắt nhìn ông ta lướt qua bên cạnh mình, đi ra khỏi cửa, nhìn chăm chú bóng dáng ông ta, lại phảng phất như nhìn thấy bầu không khí bi tráng và phóng khoáng khi Sở Bá Vương đi về Ô Giang. Hồng Thiên Đô quay đầu, cười với Hà phu nhân, phất tay nói, xin lỗi, hứa hẹn với cô không thể thực hiện được. Tạm biệt. Hốc mắt Hà phu nhân đã ươn ướt, nhưng cô ta biết, bản thân không thể giúp gì được. Đáng tiếc tôi không có một đồ đệ ưu tú, có thể lấy ra uy hiếp cậu vào lúc này, nói là chỉ cần tôi có bất trắc gì, tuyệt đối sẽ không buông tha cho cậu, nhất định sẽ đánh chết cậu. Hồng Thiên Đô nhìn Tề Đảng Nhàn, hơi hơi thở dài nói. Hâm mộ à, Tề Đảng Nhàn đi vào thang máy. Hồng Thiên Đô cũng đi theo vào trong thang máy, hai người cứ như vậy đứng sóng vai nhau, đi thang máy xuống dưới. Hồng Thiên Đô hiếu kỳ nói, cậu tìm được tôi như thế nào? Tề Đảng Nhàn nói, tôi là cảnh ngục ở một nơi gọi là nhà tù U Đô, người bị giam giữ trong nhà tù ấy đều là mấy người cùng hung cực ác giống như ông. Vì để tìm được ông, tôi điều động ba người lão đồ tể, dã ma, oán quỷ, trong nhà tù U Đô có thêm tham lang chủ trì hội nghị, một đám người có danh tiếng không kém gì bọn họ tiến hành phân tích ông. Trước khi tìm được ông, chúng tôi đã điều tra qua mười mấy nơi khác. Không thể không nói, thành phố quá lớn cũng không tốt. Tìm một người ở Thượng Hải, quả thực chính là mò kim đáy bể. Hồng Thiên Đô nói, vậy tại sao cậu lại chắc chắn tôi ở chỗ này? À, tôi đã biết. Cậu đã gặp mặt cô ấy, chắc chắn cô ấy đã lộ ra sơ hở nào đó. Nhưng mà, tôi muốn biết, sơ hở này là cái gì? Tề Đảng Nhàn nhìn con số biểu thị số tầng không ngừng giảm xuống, trong nội tâm cũng càng trở nên kích động. Nhưng giọng điệu lại càng trở nên bình tĩnh, hắn chỉ vào cái mũi của mình, nói, mùi hương. Mùi hương, Hồng Thiên Đô nhíu mày. Nơi này cũng ở trong phạm vi điều tra. Mà Hà phu nhân, mùi hương trên người cô ta không phải của Hà Lỗi, là của một người đàn ông khác. Cho nên, tôi gần như đã có thể khẳng định, người đàn ông đã tiếp xúc với cô ta, tất nhiên sẽ là ông. Tề Đảng Nhàn quay đầu cười, nói, ngạc nhiên không? Bất ngờ không? Hồng Thiên Đô nghe Tề Đảng Nhàn nói, thở dài một tiếng. Hại người cuối cùng hại mình mà, nếu tôi không muốn trả thù Hà Lỗi, có lẽ cũng sẽ không bị cậu tìm được. Tề Đảng Nhàn lại chỉ cười cười, nói, nếu ông không nghĩ tới giết tôi, có lẽ tôi cũng sẽ không cố chấp với việc đi săn ông như vậy. Hồng Thiên Đô không tỏ rõ ý kiến,
nói cho dù hôm nay tôi chắc chắn phải chết, nhưng tôi sẽ đánh chết cậu trước. Ông đương nhiên biết, Tề Đẳng Nhàn xuất hiện ở chỗ này là có nghĩa gì. Bởi vì Tề Đẳng Nhàn biết rất rõ bản lĩnh chạy trốn của ông ta. Để không cho ông ta chạy trốn, chắc chắn đã bố trí tốt tất cả từ trước. Tề Đẳng Nhàn nói, ông nói sai rồi, là tôi sẽ đánh chết ông. Hồng Thiên Đô cười cười, nói, nếu quyền thuật của tôi không bằng cậu, làm ơn đánh chết tôi đi, để tôi rơi vào tay bọn người ghê tởm đó, chỉ bằng chết ở trong tay cao thủ mà mình đã nhận định. Tề Đẳng Nhàn bình tĩnh nói, đúng là tôi cũng nghĩ như vậy, cao thủ quyền thuật giống như ông, hẳn là nên chết dưới nắm đấm chứ không phải chết ở trong tay chính khách nào đó. Hồng Thiên Đô vui vẻ cười to hai tiếng, cảm thấy rất vui vẻ. Ngọc Tiểu Long đồng ý cho tôi và cậu một đấu một. Hồng Thiên Đô hỏi. Dường như ông ta chưa cần nhìn đã biết, Tề Đẳng Nhàn liên hệ với Ngọc Tiểu Long tới bố trí phòng tuyến, để phòng ông ta đào tẩu. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói, ban đầu không đồng ý, nhưng tôi sai người chĩa súng vào lưng cô ta, ép cô ta phải đồng ý. Hồng Thiên Đô nhìn không được cất tiếng cười to, nói, ha ha, ha ha ha. Tốt tốt tốt, quả nhiên cậu có khí phách không gì sánh được, tự tin tràn đầy. Tôi thích, tôi vô cùng thích, đáng tiếc chúng ta gặp nhau quá muộn, nếu không, có lẽ có thể trở thành bạn bè. Tề Đẳng Nhàn nói, tôi rất coi trọng ông. Nhưng không có nghĩa là tôi thích ông quá đê. Hai người bước chân nhẹ nhàng, rất nhanh đã đến bãi đất trống trong công viên. Trong công viên gần như không có vết chân, quanh đây đều đã bị người của Ngọc Tiểu Long phong tỏa, không ai vào được. Bốn người lão đồ tể, dạ ma, oán quỷ, Ngọc Tiểu Long xuất hiện, lần lượt đứng ở bốn phía xung quanh bãi đất trống trong công viên. Đồng tử Hồng Thiên Đô hơi co rút lại một chút. Nói, được lắm, đều là cao thủ nhất đẳng, cậu chắc chắn là một đấu một, không phải đánh hội đồng. Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói, lần trước tôi bảo bọn họ đánh hội đồng một tên bổng tử Cao Câu Lê, đó là bởi vì tôi khinh thường nhân phẩm của hắn ta. Nhưng lần này, chúng ta đơn đấu một, sẽ không có người ngoài nhúng tay vào. Sau khi nói xong lời này, hắn cởi áo khoác của mình ra, sau đó là áo sơ mi. Thoạt nhìn gầy yếu, nhưng thật ra lại cường tráng, nửa người trên lõa lổ trong không khí, đường cong cơ bắp cũng không khoa trương, nhưng rất chắc nịch, hơn nữa đường cong vô cùng mượt mà. Đúng lúc này, thang máy xuống đến tầng 1, điều này cũng có nghĩa vở kịch chung sống hài hòa giữa hai người tạm thời hạ màn. Vừa đi ra khỏi tòa tiểu khu, Hồng Thiên Đô liền thấy được cao thủ ẩn nấp ở các nơi, cười nói, thật là rất để mắt đến họ Hồng tôi. Tề Đẳng Nhàn đi phía trước dẫn đường, nói, phía trước có một cái công viên, địa thế không tồi, rất thích hợp giao thủ. Hồng Thiên Đô nói một câu thật lòng, tôi đã rất lâu không liều mạng với cao thủ thực lực tương tương, hôm nay cậu có thể tìm được tôi, khiến tôi vô cùng hưng phấn. Tề Đẳng Nhàn cười cười, nhưng cảm xúc lại càng thêm bình tĩnh. Nếu Tham Lang ở chỗ này, chắc chắn sẽ không rét mà run, bởi vì, Tề Đẳng Nhàn hiện tại, khí chất gần như không khác gì Tề Bất Ngữ lúc giao thủ với Triệu Biện Tử trước đây. Hồng Thiên Đô cũng ném áo khoác xuống, bắt đầu hoạt động thân thể. Ngọc Tiểu Long lạnh nhạt nói, hai người yên tâm giao thủ, sẽ không có người khác tới quấy rầy. Nhưng mà, Hồng Thiên Đô, lần này ông đừng nghĩ chạy thoát được, ông trốn không thoát đâu. Hồng Thiên Đô chỉ là quay đầu cười, không đáp lời. Tề Đẳng Nhàn hít thở thật sâu, phát động cơ bắp toàn thân. Tuy rằng chỉ từng giao thủ với Hồng Thiên Đô một lần, nhưng sự lợi hại của người này, hắn đã được lĩnh hội rồi. Mà Hồng Thiên Đô cũng biết rất rõ ràng, Tề Đẳng Nhàn là cao thủ như thế nào, cho nên, trước khi giao thủ, ông ta không dám sơ suất, nghiêm túc làm nóng cơ thể. Ước chừng sau khoảng một phút, hai người khởi động xong. Thân trên trần trụi của Tề Đẳng Nhàn đứng yên, chậm rãi ôm quyền, nói, giám ngục nhà tù U Đô Tề Đẳng Nhàn. Xin chỉ giáo. Hồng Thiên Đô cũng thu hồi nụ cười thường xuyên treo ở trên mặt, lộ ra vẻ mặt như lâm đại địch, thần sắc hưng phấn, đôi tay ôm quyền, nói thủ lĩnh Huyết Khô Lâu Hồng Thiên Đô, xin chỉ giáo. Tề Đẳng Nhàn hít sâu một hơi, một chân lướt về phía trước, tiến lên nửa bước, hơi hơi cong lên, chân sau uốn lượn, đôi tay một trước một sau đưa ra trước người, tựa như cầm một cây súng lớn. Tam thể thức hình ý quyền, thiên, địa, nhân. Tam tài hợp nhất, tam vị nhất thể.
Hồng Thiên Đô cũng nhẹ nhàng bước rộng hai chân, đứng vào tư thế chuẩn bị, một tay nâng lên bảo vệ vùng yết hầu, tay kia đặt ở eo. Tề Đẳng Nhàn và Hồng Thiên Đô đứng cách nhau trong phạm vi khoảng 3 mét. Nếu như đổi thành võ giả tầm thường khác, chỉ sợ Tề Đẳng Nhàn đã ra tay, nhưng lúc này đây, hắn không dám có chút chủ quan nào. Cao thủ hàng đầu như Hồng Thiên Đô, thực lực siêu quần, bất kể là cách đánh hay là thể lực đều nhất định đã đạt đến trình độ cao nhất, tinh diệu nhất mới có thể có tư cách đứng ở vị trí bất bại. Bước chân của hai người bắt đầu thong thả di chuyển, gần như là từng tấc đi về phía trước. Quá trình này vô cùng lâu dài, nhưng hai người lại không ngừng đánh giá bước chân của đối phương, quan sát tiết tấu hô hấp của đối phương, thậm chí nghe âm thanh khí huyết tuần hoàn. Đúng là người trẻ tuổi lợi hại, tuổi còn trẻ như vậy đã có thể luyện hình ý quyền đến cảnh giới này, không biết là đại tông sư nào dạy ra được. Cảnh giới này, sợ là đã tới thần biến. Trong lòng Hồng Thiên Đô cảm thán một tiếng cảm thán, hai chân giao nhau một cái, đi nhanh lên phía trước. Tề Đẳng Nhàn cũng bắt đầu bước đi nhanh hơn, ánh mắt hắn kiên nghị, hiện lên vẻ nghiêm túc xưa nay chưa từng có, vứt đi hết thảy tạp niệm, trong lòng chỉ có một suy nghĩ, đó chính là đánh chết ông ta. Cộc cộc cộc. Bước chân hai người càng ngày càng đến gần, cuối cùng đã tới phạm vi một mét. Tay phải hai người, trong không trung gần như có thể chạm vào đối phương. Hai cánh tay lần lượt lao đi, trong không trung đan xen vào nhau. Cho dù là mấy người lão đồ Tề đã nhìn quen Tề Đẳng Nhàn ra tay, trong một khắc này cũng phải ngừng thở, mắt không thèm chớp nhìn hiện trường, sợ bỏ lỡ mất chi tiết nào. A-di-đà Phật. Sợ là bần tăng không siêu độ được người này, trong lòng oán quỷ âm thầm niệm. Cánh tay Tề Đẳng Nhàn và cánh tay Hồng Thiên Đô phóng lên, sau đó bỗng nhiên va chạm. Rầm. Nhìn như một chạm nhẹ nhàng nhưng thật ra lại bộc phát ra sức lực vô cùng khủng bố. Một tiếng vang lớn, hai người gần như đồng thời không khóa được lỗ chân lông trên cánh tay, mồ hôi như mưa từ trong lỗ chân lông thoát ra, biến thành một màn mưa rậm rạp. Tề Đẳng Nhàn không nói hai lời, chân sau đạp đất, dồn khí đan điền, đùng một tiếng, khí huyết nổ tung, phóng ra chính là đại tuyệt chiêu bạo kim đan. Tay phải hắn đè ở bụng, bỗng nhiên nhấc lên một tấc, nắm tay chợt nắm chặt, phát ra tiếng xương cốt giòn tan, lốp bốp hợp thành một chuỗi, dường như nổ tung. Ngay sau đó, chân hắn bước lên, một chiêu bán bộ băng quyền trực tiếp đánh ra ngoài. Một quyền này đánh ra, uy lực dũng mãnh. Làm người xem nhìn mà líu lưỡi. Bởi vì, ở trong mắt bốn người đứng xem, trong nháy mắt hắn xuất quyền, mang theo một quyền kinh xoắn ốc, sau khi kình nhập quyền phóng ra, trên nắm tay thế nhưng loáng thoáng một dòng khí hình xoắn ốc quấn quanh. Có thể nghĩ, một quyền này, rốt cuộc kình khí có bao nhiêu lực, có bao nhiêu mạnh mẽ. Thuần kình tốt. Hồng Thiên Đô đã không còn tâm trí đâu mà suy nghĩ chuyện khác, chỉ nghĩ hưởng thụ trận đấu tràn đầy vui sướng trước mắt này. Ông ta hô to một tiếng, kiên cường ra tay với Tề Đẳng Nhàn. Rầm. Nắm tay hai người va chạm, cả hai cánh tay đều rung động, rồi sau đó song song lùi bước. Lão đồ Tề ở bên cạnh hít ngược một hơi khí lạnh, nói, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người có thể đấu sức lực với nhị đương gia, hơn nữa sức lực ngang nhau, chỉ sợ Hồng Thiên Đô này cũng là người có thần lực trời sinh. Vẻ mặt của hai người Dạ Ma và Oán Quỷ đều nghiêm túc. Khẽ gật đầu, bất kể có như thế nào, Hồng Thiên Đô cũng là một đối thủ tốt xứng đáng được người khác tôn kính. Sau khi một quyền này va chạm, gương mặt Tề Đẳng Nhàn đầy vẻ hưng phấn, nói tốt tốt tốt, quả nhiên tôi không tìm nhầm đối thủ. Lại đến. Nói xong lời này, hắn bước từng bước dài vọt lên phía trước, nhấc nắm đấm lên, một pháo quyền hướng đến trái tim của Hồng Thiên Đô. Hồng Thiên Đô không hề nhượng bộ chút nào, chân sau bước lên phía trước. Tay phải bảo vệ trước ngực, một đấm phóng ra. Lại là một lần cứng đối cứng vô cùng dứt khoát, quyền kình kịch liệt va chạm vào nhau, tạo ra tiếng vang đinh tai nhức óc. Dùng bạo kim đan rồi mà sức lực vẫn còn ngang nhau sao? Công lực của Hồng Thiên Đô thật sự đáng sợ, Ngọc Tiểu Long thầm nghĩ trong lòng, đồng thời cũng cảm thấy lo lắng cho Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn nhất quyết phải một đấu một với Hồng Thiên Đô, thậm chí không tiếc trở mặt với cô ta. Chuyện này khiến cho cô ta cũng không có cách nào. Đối phó với cao thủ như Hồng Thiên Đô, phương pháp ổn thỏa nhất chính là sắp xếp một đội súng thiện xạ bao vây, sau đó các cao thủ võ học tọa chấn,
như vậy mới có thể không có sơ hở nào. Một đấu một bắt lấy ông ta, thực sự quá mức khó khăn. Hồng Thiên Đô đương nhiên sẽ không bị động đỡ chiêu, sau một chiêu cứng rắn này, cái cổ co rụt lại về phía sau, lưng hơi hơi phồng lên, cơ bắp trên lưng trong nháy mắt căng cứng, đến mức quần áo cũng bị nứt ra. Hai cánh tay chỉ trong chớp mắt cũng giãn ra theo cơ bắp trên lưng, giống như hai cái cánh thật lớn, chấn động đến mức không khí cũng vang lên ong ong. Hai tay ông ta giương lên, chống chân dồn khí, khí huyết mênh mông, tựa như một con chim lớn sắp giương cánh bay cao đại. Là bằng hình quyền pháp như vậy rất hiếm thấy. Tề Đẳng Nhàn nhìn vào trong mắt, trong lòng cẩn thận hơn vài phần, chân trụ vốn đang đứng thế tam thể thức bỗng nhiên biến đổi, chân trước dịch sang bên phải một bước, thân thể cũng hơi hơi tiến về phía trước theo, song trưởng đẩy ra, một trước một sau đã xong, nháy mắt thay đổi thành tư thế nhưng mài trưởng. Một thế bằng hình của Hồng Thiên Đô, cho dù là bốn người xem chiến, cơ hồ đều có một loại cảm giác gần như hít thở không thông truyền đến. Quyền pháp như vậy, quyền ý như vậy, không chỗ nào là không có cảm giác hung mãnh. Tề Đẳng Nhàn đứng đối diện Hồng Thiên Đô, dư quang đảo qua cơ bắp của ông ta, trong lòng âm thầm khiếp sợ, sức lực của Hồng Thiên Đô không hề kém hơn hắn chút nào, thậm chí có khả năng còn cao hơn hắn một chút. Bộp! Không chờ một quyền của Hồng Thiên Đô đánh đến, Tề Đẳng Nhàn liền dẫm lên nhưng mài bộ nhanh chóng tránh sang chỗ khác. Hắn luyện đại khai đại hợp song hoán trưởng. Đánh ra trưởng pháp cương mãnh bá đạo, nhưng vào giờ khắc này, hắn thay đổi cách đánh, dùng con đường nhưng mài truyền thống du tẩu thiết thiên môn. Hồng Thiên Đô cuồng tiếu nói, nhưng mài trưởng tấn công thiên môn. Làm sao có thể dễ dàng như vậy? Ông ta đánh ra một kình, huyệt thái dương cũng phồng lên, mạch máu giữa trán sung huyết, toàn bộ phần giữa gương mặt đều đỏ rực, giống như nhị lang thần mở thiên nhãn. Vù! Một đợt kình phong thổi qua. Sau đó, các đường gân trên người Hồng Thiên nhảy lên, lốp bốp, giống như âm thanh hạt châu rơi trên mâm ngọc, vô cùng thanh thúy. Một quyền, hai quyền, ba quyền, bốn quyền, một quyền lại một quyền, kín không kẽ hở, mỗi chiêu đều muốn lấy mạng, nhanh như liên châu, hướng thẳng đến giữa mày Tề Đẳng Nhàn mà đánh. Càng đáng sợ hơn là, sức lực của mỗi một quyền đều dùng 10 phần sức lực, mang theo quyền kình hình xoắn ốc, lực xuyên thấu kinh khủng. Tề Đẳng Nhàn bị quyền ý bao phủ là người có cảm thụ trực quan nhất, quyền của Hồng Thiên Đô tựa như mưa rền gió dữ, muốn đánh bại hắn dễ dàng như bẻ một cành củi khô. Đây là lần đầu tiên từ khi chào đời đến nay hắn gặp được kẻ địch hung mãnh, bá đạo như vậy. Không thể phủ nhận tính cách của Hồng Thiên Đô giảo hoạt cẩn thận, nhưng mà quyền pháp của ông ta lại hoàn toàn tương phản với tính cách, bá đạo đến có hơi thái quá. Hơn nữa, mỗi một quyền của ông ta đều mượn lực lượng của những đường gân đang căng lớn, toàn lực đánh ra, giống như thể lực vô cùng vô tận. Băng, 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 băng. Tề Đẳng Nhàn dẫm lên nhưng mài bộ vòng qua một quyền lại một quyền, âm thanh nắm tay cọ qua bên tai tuôn ra từng tiếng vang lớn, chấn động đến mức màng nhĩ của hắn cũng có hơi đau đớn. Điều này làm cho Tề Đẳng Nhàn càng thêm hưng phấn, adrenaline bắt đầu phân bố điên cuồng, đã thật lâu hắn không gặp được cao thủ như vậy. Cũng đã lâu chưa chiến đấu như vậy. Phải biết rằng, lỗ tai hắn thường xuyên luyện đại thánh thông cường hóa, nhưng Hồng Thiên Đô lại chỉ dựa vào quyền kình đã có thể làm lỗ tai hắn đau, có thể nghĩ sức lực này khủng bố thế nào. La Hán, La Hán, La Hán quốc gia, Hồng Thiên Đô không thẹn với danh xưng này. Ngọc Tiểu Long nhịn không được trầm giọng nói. Ba người lão đồ tể đều nín thở quan sát, sợ sai sót một chi tiết nào đó. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, dưới bầu trời này vậy mà lại có một võ sư có thể ép Tề Đẳng Nhàn phải dùng phương pháp lấy nhu thắng cương. Tề Đẳng Nhàn dẫm 8 bước, toàn bộ đều bị Hồng Thiên Đô đuổi kịp, quyền thứ 9 này, hắn không có đường lui. Vì thế, hai chân hắn đứng yên, tay trái nhấc lên, 5 ngón tay hơi hơi cụp vào, hóa thành hình hổ, một chiêu hổ thác tiếp đón. Trong nháy mắt cầm nắm đấm của Hồng Thiên Đô, chỉ thấy mũi chân Tề Đẳng Nhàn dùng sức đạp lên mặt đất một cái, bàn tay vòng nửa vòng tròn, trưởng như cối xay dán sát vào nắm đấm của Hồng Thiên Đô ma sát một cái, lại trực tiếp nâng một quyền thế lớn lực nặng của đối phương lên. Một quyền pháp của Tề Đẳng Nhàn dùng tới 2 loại kình, lần lượt là kình hình hổ của hình ý quyền và ma trưởng kình của nhưng mài trưởng, tốc độ thay đổi cực nhanh, làm cho người khác căn bản không kịp phản ứng. Ha ha ha, tốt,
Hồng Thiên Đô thấy Tề Đẳng Nhàn trực tiếp đỡ được một quyền gần như không thể phòng, không thể trốn của bản thân, nhịn không được hưng phấn phá lên cười. Ngay sau đó, thân thể ông ta hơi hơi cong xuống, nghiêng về phía trước, sau đó trong nháy mắt duỗi thẳng, khuỷu tay như tia chớp đánh tới. Tốc độ của khuỷu tay này thật sự mau đến có chút thái quá, hơn nữa còn vô cùng bí mật, hơi không lưu ý liền có khả năng trực tiếp bị đánh nổ trái tim. Cái trán Hồng Thiên Đô đỏ đến dọa người, cứ như sắp biến thành một chiếc bàn ủi. Dưới sự bùng nổ toàn bộ thể lực của ông ta, khí huyết phun trào, tựa như tuyết lở, khí thế mỗi chiêu mỗi thức xuất ra đều to lớn kinh người. Thậm chí, phía lông mày ông ta bắt đầu chảy máu, đó là do mao mạch trong cơ thể bị vỡ mới dẫn tới. Hai hàng lông mày nhiễm máu. Ánh mắt Tề Đẳng Nhàn nghiêm nghị, cơ bắp trần trụi căng chặt, sau đó là run rẩy. Hắn cảm giác được da thịt nóng lên, có ảo giác như vậy là do huyết khí cuồn cuộn của Hồng Thiên Đô mang đến. Phù! Tề Đẳng Nhàn đứng vững bước chân, không trốn tránh, một chiêu ngàn cân thôi áp vững chắc phóng ra ngoài, lòng bàn tay đối diện khuỷu tay Hồng Thiên Đô. Quyền là viên đạn, vậy khuỷu tay chính là đạn pháo. Huống chi sức lực một khuỷu tay của Hồng Thiên Đô đã gợi lên khí huyết toàn thân, đạt tới độ cao gần như không thể đạt đến chỉ với sức lực của một người. Sắc mặt của Ngọc Tiểu Long cũng trở nên trắng bệch, sức lực như vậy đã vô cùng gần cảnh giới đánh vỡ hư không, một loại cảnh giới vượt xa phạm vi sức lực của con người. Trong miệng Tề Đẳng Nhàn ứa nước miếng, lưỡi đặt ở đốt hàm răng trên, nuốt nước bọt cuồn cuộn không ngừng vào trong bụng, trong lòng bàn tay dồn hết khí huyết, đánh vào khuỷu tay Hồng Thiên Đô. Dầm! Va chạm kịch liệt như tai nạn xe cộ. Hai chân Tề Đẳng Nhàn bị nhấc lên trong nháy mắt. Cả người không chịu khống chế bay ngược ra phía sau, sau khi bay ra được 2 mét, hắn bỗng nhiên gập người, từ không trung rơi xuống, hai chân dán vào mặt đất tiếp tục trượt về phía sau. Nơi đi qua, nền xi măng cũng bị lê ra hai vệt màu trắng. Chết! Hồng Thiên Đô kêu rên một tiếng, cơ bắp trên sống lưng khởi động, đùng đùng hai tiếng, quần áo nứt ra một cái khe, cả người lại lần nữa như đại bàng dương cánh bay vút đến. Lần ra chiêu này, khí huyết của Hồng Thiên Đô đã cuồn cuộn tới cực điểm, so với lần trước còn hung mãnh hơn, quần áo cũng bị căng vỡ. Thể lực của hắn cứ như là càng đánh càng mạnh, quyền kình cũng càng đánh càng hung. Mà Tề Đẳng Nhàn mới va chạm với Hồng Thiên Đô một chút đã bị đánh bay ra ngoài, tình hình có hơi không ổn. Không tính đến miễn cưỡng ăn một khuỷu tay kia, chịu đựng lực va đập, chỉ cần tính lúc bay ra rơi xuống đất không ổn định. Khí huyết sẽ hình thành phản lực, chuyện này đã thập phần bất lợi đối với hắn. Không tốt, Dạ Ma nhịn không được kêu lên, nhị đương gia sắp bị đánh chết. Hồng Thiên Đô đã thuấn di tới trước mặt Tề Đẳng Nhàn, nắm tay vừa nhấc, lại là quyền pháp cửu tinh liên châu vừa rồi đánh tới. Tề Đẳng Nhàn vừa mới dừng chân, đúng lúc này cột sống hơi động, tựa như con rồng khổng lồ ngẩng đầu, xoay hông, vèo một cái, một chiêu long hình đại khóa bộ di chuyển sang bên cạnh Hồng Thiên Đô. Này, sao có thể? Trong lòng Hồng Thiên Đô cảm nhận được sự sợ hãi. Tề Đẳng Nhàn đã chịu phản lực của khí huyết, vậy mà lại vẫn còn có thể khống chế cơ thể cân bằng, thúc giục khí huyết trong cơ thể sử dụng một thân pháp như vậy. Nhưng mà, Hồng Thiên Đô phản ứng lại cực nhanh, cũng không quay đầu lại, bước chân lùi về sau. Cộp 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 liên tiếp lùi 3 bước, ông ta nhấc tay trái lên, một chiêu phản tí tiễn chọc thẳng vào huyệt ngọc trầm trên gáy Tề Đẳng Nhàn. Tề Đẳng Nhàn lại vào ngay lúc này bỗng nhiên nằm sấp xuống, phù một tiếng, hai tay hai chân chạm đất, tựa như một con nhện lớn, dán vào mặt đất tránh đi xa 3 mét, liên tục tránh thoát được tay đấm chân đá của Hồng Thiên Đô. Sau khi hắn đứng thẳng lại, sắc mặt cũng hơi trắng bệch, sau đó mỉm cười nói, ông rất mạnh đấy. Nói xong lời này, hắn xoa xoa bàn tay của mình. Hồng Thiên Đô nói, làm được như thế nào? Ông đoán đi. Tề Đẳng Nhàn cười tủm tỉm nói, hai đầu gối hơi trụm lại, chân đạp tiểu toái bộ nhanh chóng tiến lên, chủ động tấn công. Hồng Thiên Đô nhìn thấy hắn sử dụng chiêu thức của Vịnh Xuân, nhíu nhíu mày, theo bản năng cảm thấy thể lực của Tề Đẳng Nhàn không đủ, cho nên thay đổi sang loại quyền ít hao tốn sức lực của phụ nữ này. Đùng, đùng. Hai quyền của Tề Đẳng Nhàn đánh ra ngoài, đều mang theo kình hình xoắn ốc, nhưng lại bị Hồng Thiên Đô phá giải dễ như trở bàn tay. Lông mày Hồng Thiên Đô lại chảy máu lần nữa, bước chân đi tiến lên phía trước,
một khuỷu tay cũng theo kịp đánh ra. Chiêu thức không khác vừa rồi lắm. Nhưng lúc này đây, Tề Đẳng Nhàn không dùng chiêu ngàn cân thôi áp để đỡ, mà dùng hai tay cản lại. Lần cản này, bước chân hắn lập tức bị chấn đến toàn thân sóc nảy phập phồng, tư thế ra quyền cũng bị đánh tan. Nhưng mà, song trưởng của hắn lại vẫn vững chắc nâng một khuỷu tay này, trong nháy mắt va chạm, Tề Đẳng Nhàn chuyển động bước chân, cả người bắn ra, gần như lại giống lúc nãy bị đánh bay. Nhưng bây giờ không giống vậy, trong nháy mắt đụng nhau, hắn ngậm một hơi kình, bàn tay uốn lượn, chuyển lực đảo nghiêng đi ra ngoài. Nương theo lực này, cả người hắn lui về phía sau, cánh tay vừa động, dường như bắt được một đoạn dây thừng ở trong không trung, kéo thân thể lại, rồi sau đó chính là một cái xoay người 180 độ khoa trương. Phi Yến về tổ, Hồng Thiên Đô thân kinh bách chiến, tất nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra thân pháp Tề Đẳng Nhàn dùng là cái gì. Ở trong nháy mắt Tề Đẳng Nhàn kéo cơ thể về, phản kích cũng bắt đầu rồi. Hắn dùng tiên thủ và pháo chủy ngọc tiểu long thường xuyên đánh, cánh tay run rẩy, quyền kình nổ vang, chấn động đến không khí cũng đùng đùng rung động, dường như thực sự có từng viên pháo trúc lớn đang nổ mạnh. Mọi người phóng mắt nhìn lại, chỉ thấy Hồng Thiên Đô đã bị thế công của Tề Đẳng Nhàn vây quanh, đầy trời đều là hư ảnh của cánh tay và nắm đấm Tề Đẳng Nhàn xẹt qua, uy lực của mỗi chiêu đều vô cùng to lớn. Hồng Thiên Đô nghĩ đến Vịnh Xuân Tề Đẳng Nhàn vừa mới đánh, hơn phân nửa là cố ý dẫn quyền kình của ông ta ra, rồi mới bắt đầu phản kích, rốt cuộc, ông ta cũng không phải thần, không có khả năng mỗi chiêu đều bộc phát ra uy lực như vậy được. Bẫy dập trong thi đấu, người thanh niên này, tuy rằng tuổi không lớn nhưng với suy xét nhân tâm lại lão luyện thật sự. Trong lòng Hồng Thiên Đô nhịn không được cảm thán một tiếng, có một loại cảm giác trường giang sóng sau đè sóng trước. Trong nháy mắt hai quyền của Tề Đẳng Nhàn đánh vào yết hầu, giữa mày, Hồng Thiên Đô bắt được cơ hội, hai chân ổn định, hai cánh tay giao nhau đánh xuống trước mặt. Trong nháy mắt rời ra được nắm đấm của Tề Đẳng Nhàn, ông ta chắp ngón tay lại như dao, bỗng chốc vươn cánh tay xuất chiêu. Một màn này quả thực giống như hai thanh đại đao đang vung ra chém nhau. Cơ thể Tề Đẳng Nhàn phảng phất như sắp phải ăn hai chưởng của ông ta, cắt ra từ giữa. Nhưng mà chỉ trong chớp mắt, cơ thể Tề Đẳng Nhàn quay về phía sau, một chân chống đất, một chân nâng lên, mũi chân giống như một mũi thương chọc vào trái tim của Hồng Thiên Đô. Hắn né tránh một chạm kích này, đồng thời còn hoàn thành phản kích vô cùng thần kỳ. Dầm. Trái tim của Hồng Thiên Đô trúng chiêu, trong miệng phụt một tiếng liền phun máu. Trái tim của ông ta đang hoạt động với công suất cực cao, tuy rằng không khoa trương bằng cự mãng phun đan. Nhưng cũng tuyệt đối kinh khủng, giờ phút này bỗng nhiên chịu ngoại lực đả kích, chẳng sợ sức lực của một kích này không nhiều, nhưng cũng đủ làm thân thể ông ta chịu trọng thương. Một chân của Tề Đẳng Nhàn vừa dẫm, cả người mượn lực lui về phía sau. Trong miệng Hồng Thiên Đô hộc máu nhưng ông ta lại bật cười ha ha, luôn miệng khen hay, cơ bắp khoa trương trên tấm lưng rộng lại lần nữa kích động, mỗi một lần động đậy lại đánh trúng không khí rung động đùng đùng. Cả người ông ta vào tới hướng Tề Đẳng Nhàn, tốc độ so với vừa rồi, chỉ nhanh không chậm. Tề Đẳng Nhàn cũng phải lắp bắp kinh hãi, hai chân dùng tới chống thuyền kình, chân sát mặt đất không ngừng lùi về phía sau. Thân thể Hồng Thiên Đô lại lúc lên lúc xuống, sau ba hơi thở đã đuổi theo hắn. Sau lưng Tề Đẳng Nhàn là một gốc đại thụ một người trưởng thành mới có thể ôm hết. Trong nháy mắt lưng hắn dựa vào đại thụ, chân phải nâng lên, chống lên thân cây. Chân trái dẫm nửa vòng tròn, dùng nhưng mài bộ, như con quay xoay đi ra ngoài. Khuỷu tay Hồng Thiên Đô dầm một tiếng đập vào đại thụ, khiến cho thân cây phảng phất như bị đại pháo ném phải, vụn gỗ bay tán loạn, rồi sau đó trong nháy mắt gãy, ngã xuống đất. Vào thời điểm Tề Đẳng Nhàn đang rời đi chỗ khác, một bàn tay nhô ra, dùng chiêu thức lãm tước vĩ của Thái Cực Quyền, hơi bám vào bả vai Hồng Thiên Đô. Năm ngón tay của hắn mở ra, tựa như móc sắt. Đầu ngón tay bấu vào trong cơ bắp của đối phương, dòng máu đỏ tươi chảy ra. Cùng lúc đó, hắn hơi hơi ngồi xổm xuống, một tay đã vòng đến phía sau Hồng Thiên Đô, bắt được đai lưng của đối phương. Hồng Thiên Đô vừa rồi thế tới quá mạnh, một kích đánh hụt, căn bản không kịp xoay người, chỉ có thể tận lực vặn vẹo eo, đứng thế trung bình tấn, hung hăng đập cái trán vào mũi Tề Đẳng Nhàn. Bốp! Tề Đẳng Nhàn bị một chiêu kim kê mổ thóc nện vào xương mũi. Cái mũi phát ra một tiếng vang giòn tan,
sau đó máu tươi chảy ròng ròng. Trong thời điểm cái mũi đã chịu đòn nghiêm trọng, người sẽ chảy nước mắt, sẽ nhắm mắt lại, mở to như thế nào cũng không mở ra được, cho dù có mở, trước mắt cũng đen xì, cái gì cũng không nhìn thấy. Trong nháy mắt mù tạm thời ngắn ngủi, Tề Đẳng Nhàn lại vẫn nắm chặt bả vai và đai lưng của Hồng Thiên Đô, gầm lên giận dữ, trực tiếp nhấc cả người ông ta lên khỏi mặt đất. Cùng lúc đó, một chân hắn gập đầu gối, bốp một tiếng đá vào xương cụt của Hồng Thiên Đô, cả thân thể cũng lay động theo, thẳng tắp ném Hồng Thiên Đô văng ra ngoài. Rầm. Thân thể Hồng Thiên Đô lăn trên mặt đất, liên tục lăn mười mấy vòng, khiến cho vỡ đầu chảy máu. Sau khi Tề Đẳng Nhàn ném bay ông ta, trực tiếp ngã ngồi trên mặt đất, che cái mũi lại phì phò thở dốc, máu mũi chảy không ngừng. Hồng Thiên Đô lại chậm rãi chống mặt đất đứng lên, mặt không biểu tình chậm rãi đi về phía Tề Đẳng Nhàn. Thấy một màn như vậy, bốn người xem chiến cũng tạm thời ngừng thở. Hồng Thiên Đô này làm bằng sắt sao? Xương cụt chúng một đá, hẳn là đã nát mới đúng, tại sao vẫn còn có thể đứng lên? Tề Đẳng Nhàn còn ngồi dưới đất, Hồng Thiên Đô lại đã sắp chạy tới trước mặt hắn. Ông rất mạnh, kiểu đấu này có hơi thái quá, kình của tôi không lớn bằng ông. Tề Đẳng Nhàn xoa xoa cái mũi của mình, răng rắc một tiếng, bẻ xương mũi trở về lại vị trí cũ. Hồng Thiên Đô cúi đầu nhìn hắn, thở dài, nói, đáng tiếc, cuối cùng người thắng vẫn là tôi, hiện tại, tôi đã có thể đánh chết cậu. Tề Đẳng Nhàn nhìn không được nở nụ cười, hỏi, dáng chống đỡ có thú vị không? Xương cụt đã nát, chi giác của chi dưới rất nhanh sẽ không còn đúng không? Hồng Thiên Đô lập tức hừ lạnh một tiếng, ngã ngồi xuống đất, sau đó, máu tươi bắt đầu chậm rãi từ đôi mắt, lỗ mũi, miệng, lỗ tai chảy xuôi xuống. Ông biết bản thân bất kể thắng hay thua cũng sẽ phải chết không thể nghi ngờ, dứt khoát dùng cách đánh mạnh nhất hung hãn nhất, không tiếc bất kỳ điều gì ép hết thể lực và khí huyết. Cách đánh này rất mạnh, thiếu chút nữa đã đánh chết tôi, đáng tiếc, cuối cùng ông vẫn không thể thành công. Nếu không phải trong tình huống này, dùng cách đánh bình thường để so chiêu, ông không nhất định có thể đánh tôi thành như vậy. Tề Đẳng Nhàn nhìn Hồng Thiên Đô, lau khô máu mũi, mỉm cười nói. Sau khi Hồng Thiên Đô nghe được lời này cũng nhịn không được cười cười, nói tôi vốn tưởng rằng có thể đánh chết cậu, không nghĩ tới, cậu vậy mà lại lợi hại như vậy. Sau khi nói xong lời này, ánh mắt ông ta bắt đầu trở nên vẩn đục, toàn bộ hốc mắt đều là máu, gần như đã không còn thấy rõ người đối diện. Trái tim của ông ta nát, có thể chống đỡ đến hiện tại, còn có thể nói chuyện, đã là chuyện không thể tưởng tượng. Rất muốn sống sót, lại luyện võ công cao một chút. Đáng tiếc rằng, đời này chấm dứt. Hồng Thiên Đô chậm rãi nói, sau đó, đầu ông ta chậm rãi gục xuống, cằm đặt lên trên ngực. Tề Đẳng Nhàn thở phào nhẹ nhõm, nói, rốt cuộc ông đã chết, hiện tại tôi an tâm hơn nhiều. Lần đầu tiên hắn có một loại cảm giác nhẹ nhàng sau khi loại bỏ đại địch, phiền toái mà Hồng Thiên Đô mang đến cho hắn thật sự quá lớn. Ngay lúc này Ngọc Tiểu Long tiến lên, liếc nhìn Tề Đẳng Nhàn, nói, anh thành công. Có phải nên chúc mừng anh hay không? Tề Đẳng Nhàn nhàn nhạt nói, không có gì đáng để chúc mừng, chỉ là làm một chuyện tôi vốn nên làm thôi. Lão Đồ Tể nói, nhị đương gia uy vũ. Một trận chiến này, cho dù là đối với cao thủ đứng đầu như bọn họ mà nói cũng là vô cùng xuất sắc. Không phải là cuộc chiến nghiêng về một phía, mà là một hồi chiến đấu thế lực ngang nhau, thậm chí, vài lần Tề Đẳng Nhàn suýt nữa bị Hồng Thiên Đô đánh chết. Người này đã chết, rất nhiều người đã có thể thở phào nhẹ nhõm, không đơn giản chỉ có chúng ta. Sắc mặt Ngọc Tiểu Long phức tạp nói. Thật ra cô ta càng muốn bắt sống Hồng Thiên Đô, như vậy có thể mang đến ích lợi lớn hơn nữa, nhưng mà, cô ta không có khả năng nói ra được với Tề Đẳng Nhàn, bảo hắn tận lực bắt sống. Bởi vì cô ta rất rõ ràng, chiến đấu với cao thủ như Hồng Thiên Đô, một lần do dự liền toi mạng, nếu nói vậy, tương đương với hại người. Đương nhiên, Hồng Thiên Đô cũng rất rõ ràng bất kể bản thân thắng hay thua đều khó có thể chạy thoát, cho nên, dứt khoát vừa vào trận liền bộc phát sức lực mạnh nhất cuộc đời, dáng vẻ liều mạng, không chết không ngừng. Tề Đẳng Nhàn xoa xoa cơ bắp đau nhức khắp cơ thể mình, nhặt quần áo lên mặc vào, thở dài, nói, ông ta một đời kiêu hùng, chết dưới nắm đấm của tôi cũng coi như là không uổng công sống một đời này. Với người luyện võ, không gì khó chịu hơn chết dưới súng đạn.
Ngọc Tiểu Long nói, tuy rằng Hồng Thiên Đô đã chết, nhưng tổ chức Huy Khô Lâu ông ta lập nên lại ở nước ngoài, hơn nữa, người này còn là đệ tử Hồng Bang. Ông ta phản quốc, Hồng Bang tất nhiên sẽ không dám trắng trợn táo bạo báo thù cho ông ta, nhưng kiểu gì cũng sẽ tìm một cái cớ làm khó anh. Anh phải cẩn thận có người trả thù, những người đó đều không phải loại tôm tép. Tổ chức Huyết Khô Lâu rất mạnh, đó là điều không cần phải nói, rốt cuộc từ khi Hồng Thiên Đô một tay xây dựng đã chiêu mộ được không ít cao thủ. Hồng Bang sao, tổ chức lâu đời này rất có nội lực, tuy rằng mấy năm gần đây nhân tài tàn lụi khá nhiều, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo, cũng không thể khinh thường. Hồng Thiên Đô cũng được xem như nhân vật tương đối có địa vị có thân phận trong Hồng Bang, sau khi ông ta phản quốc, tuy rằng Hồng Bang lập tức phân rõ ranh giới với ông ta, nhưng ông chết ở trong tay người khác, trong nội bộ Hồng Bang hơn phân nửa vẫn sẽ có khó chịu. Tới thì cứ tới đi, tới liền giết, Tề Đẳng Nhàn lười biếng nói, sau đó vươn tay về phía Ngọc Tiểu Long. Làm gì? Ngọc Tiểu Long nhíu mày nói. Đỡ tôi đi chứ, IQ của cô thấp như vậy sao, cái này cũng nhìn không ra. Tề Đẳng Nhàn phun tào nói. Ngọc Tiểu Long đen mặt duỗi tay kéo hắn đứng lên khỏi mặt đất, thằng nhãi này có tư cách nói người khác IQ thấp. Tề Đẳng Nhàn lắc lắc cơ thể hai lần, âm thầm nhếch miệng, nói thật sự là không chịu đựng nổi, Hồng Thiên Đô vừa bắt đầu đánh đã liều mạng, hiện tại cơ bắp cả người tôi đau nhức, quả thực muốn chết. Hắn cảm giác các sợi cơ bắp của mình gần như toàn bộ đều bị xé rách, vừa cử động nhẹ một cái liền đau đến thái quá. Cao thủ như ông ta, lại dùng cách đánh như vậy, đúng là không mấy người có thể chống đỡ được, anh có thể đánh chết ông ta, thật sự ra ngoài dự kiến của tôi. Ngọc Tiểu Long nói. Lời nói này cứ như là ngóng trông tôi đi tìm chết. Tề Đẳng Nhàn nhịn không được phun tào nói. Ngọc Tiểu Long cảm thấy thằng nhãi Tề Đẳng Nhàn này chỉ thích hợp làm một tay đấm trầm mặc ít lời, ông trời thật không nên cho hắn một cái miệng, hoặc là, đổi miệng của hắn với Tề Bất Ngữ cũng khá tốt. Đứng ở tại chỗ vận khí phun tức, ước chừng hơn 10 phút sau, Tề Đẳng Nhàn mới có tinh thần, chậm rãi hoạt động tứ chi, nói, được rồi, bảo người của cô rút hết đi. Bên chỗ Hà Phu Nhân, cũng cho người đến đó hỏi một chút, xem Hồng Thiên Đô có tiết lộ ra cái gì cho bà ta hay không. Dù sao thì Hồng Thiên Đô sớm chiều ở chung cùng bà ta nhiều ngày như vậy, khó tránh khỏi có lúc lỡ mồm lỡ miệng. Ngọc Tiểu Long gật gật đầu, nói cái này không cần anh dạy tôi làm việc nhiều năm như vậy, kinh nghiệm phong phú. Tề Đẳng Nhàn nhếch miệng cười, nói, Hồng Thiên Đô vừa chết, mọi người đều có thể an tâm đi ngủ. Cô rảnh rỗi, tốt nhất nên mời tôi ăn một bữa cơm, tôi đã giúp cô giải quyết một cái phiền toái lớn như vậy. Sau khi nói xong lời này, Tề Đẳng Nhàn gọi nhóm lão đồ tể cùng rời đi. Ngọc Tiểu Long cúi đầu nhìn thi thể Hồng Thiên Đô ngồi dưới đất, một thế hệ kiêu hùng, chết tại đây, cũng coi như là một cái chết bi tráng. Thậm chí cô ta còn có chút bội phục sự dũng cảm của Hồng Thiên Đô, chẳng qua, đáng tiếc mọi người không phải người cùng đi một con đường, đã định trước chỉ có thể làm đối thủ. Trong trận chiến lần này, không biết có phải lại lĩnh ngộ được cái gì rồi hay không? Ngọc Tiểu Long nghĩ. Cô ta phất phất tay, sai thủ hạ đến đây xử lý thi thể Hồng Thiên Đô, còn có hiện trường hỗn loạn nữa. Tin tức Hồng Thiên Đô chết trong tay Tề Đẳng rất nhanh đã truyền ra, sau khi các đại lão biết được, một đám trợn mắt há hốc mồm, khiếp sợ đến không được. Kiêu hùng làm cho bọn họ phải đau đầu nhiều năm như vậy, rốt cuộc đã chết. Phó Phong Vân lại nở mày nở mặt, sau khi biết được tin tức này, cười ha ha. Cảm thấy bản thân không nhìn lầm người. Giải quyết việc này xong, Tề Đẳng Nhàn tất nhiên dỡ cối giết lừa, sai người trực tiếp đưa ba người lão đồ tể về nhà tù, chuyện này làm cho ba người vô cùng u oán, như là oán phụ bị vứt bỏ. Bắt đầu viết đi. Tề Đẳng Nhàn nằm trong phòng bệnh, Dương Quan Quan ngồi cạnh giường bệnh, nhàn nhạt mà nói. Trận chiến hung hiểm nhất cuộc đời, cùng lắm cũng chỉ như thế này mà thôi, là Hán quốc gia Hồng Thiên Đô. Danh bất hư truyền, Tề Đẳng Nhàn nói, Dương Quan Quan viết xuống. Dương Quan Quan nhíu mày nói, anh có khác gì đang viết tiểu thuyết đâu? Có thể nói thẳng trọng điểm hay không? Tề Đẳng Nhàn cười lạnh nói, muốn nghe thì câm miệng. Một trận chiến như vậy, cần phải ghi lại thật tốt. Dương Quan Quan chỉ có thể kiềm chế lại, quả thực trong lòng ngứa ngày khó nhịn, không có thể quan sát một trận chiến như vậy, cô ta cảm thấy bản thân sẽ tiếc nuối cả đời.
Hồng Thiên Đô, giỏi tượng hình quyền, giỏi nhất bằng hình, kỳ lực như thần, quyền như liên nỏ, Tề Đẳng Nhàn chậm rãi nói, Dương Quan Quan ghi lại từng chữ một vào thực chiến thuật chân. Tuy rằng không thể chứng kiến trận chiến này, nhưng thông qua Tề Đẳng Nhàn kể lại, Dương Quan Quan cũng có thể tưởng tượng được sự nguy hiểm trong đó. Con đường cuối cùng của kẻ kiêu hùng như Hồng Thiên Đô, toàn lực liều mạng, đó là sự khủng bố thế nào? Sau khi viết xong một chữ cuối cùng, Dương Quan Quan cảm thán nói, này Hồng Thiên Đô cũng thật sự là một nhân vật hào kiệt, cái chết khí phách, không nghẹn khuất. Tề Đẳng Nhàn nhẹ nhàng đánh vào chân của mình, lười biếng nói, đạo lý này nói cho chúng ta biết, không chạm vào phụ nữ có chồng được. Nếu không phải do Hà phu nhân, Tề Đẳng Nhàn cũng không có khả năng xác định được vị trí của Hồng Thiên Đô. Sau khi viết xong thực chiến thuật chân, Tề Đẳng Nhàn liền buồn ngủ, mí mắt sụp xuống, rốt cuộc không mở ra được. Dương Quan Quan cũng không quấy rầy hắn nghỉ ngơi, cầm thực chiến thuật chân vừa mới viết xong, nhìn một lần lại một lần quá trình diễn ra trận đấu vừa rồi, mỗi một lần xem đều cảm thấy bản thân đạt được điều gì đó mới mẻ. Buổi tối hôm ấy, Kiều Thu Mộng yên lặng đi tới trước cửa nhà Tôn Dĩnh Thục, gõ vang cửa phòng. Cô là ai? Sau khi nhìn thấy Kiều Thu Mộng, Tôn Dĩnh Thục nhíu nhíu mày, cũng không quen biết người phụ nữ này. Tôi tên Kiều Thu Mộng, tới tìm cô nói chút chuyện. Kiều Thu Mộng bình tĩnh nói. Cô ta được Sở Vô Đạo bồi dưỡng, quản lý Vĩnh Dạ Quân, hiện tại cô ta đã có một chút khí chất khó có thể nhìn thấy ở những người phụ nữ bình thường khác. Tôn Dĩnh Thục cười cười, nói tôi không quen biết cô, cho nên, cũng không cần thiết trò chuyện cùng cô đúng không? Mời cô trở về đi, đừng quấy rầy tôi nghỉ ngơi. Kiều Thu Mộng lắc lắc đầu, nói, là về Tề Đẳng Nhàn, hắn cứu mạng cô, hẳn là cô còn thiếu hắn một ân tình. Tôn Dĩnh Thục nghe xong hung hăng nhíu mày, sau đó tránh ra một chút, nói, đi vào nói đi. Kiều Thu Mộng ngồi xuống trong phòng khách, nhận lấy ly cà phê Tôn Dĩnh Thục vừa pha xong. Hôm nay, Hồng Thiên Đô chết dưới nắm đấm của hắn. Kiều Thu Mộng nói với Tôn Dĩnh Thục. Hồng Thiên Đô, chính là cái gã lần trước tới giết tôi, thủ lĩnh của Huyết Khô Lâu. Ông ta đã chết, thật sự là quá tốt. Sau khi Tôn Dĩnh Thục nghe thấy tin tức này, vô cùng phấn chấn. Rốt cuộc, bị một đại cao thủ như vậy nhớ thương, là người chỉ sợ ngay cả ngủ cũng không yên. Kiều Thu Mộng nói, cho nên, tôi phải nhờ cô giúp một chút. Tôn Dĩnh Thục nói, logic của cô, tôi nghe không hiểu cho lắm. Kiều Thu Mộng nói, trận chiến giữa hắn và Hồng Thiên Đô, bản thân hắn cũng bị thương một chút. Tôn Dĩnh Thục nói, cái này thì tôi không có cách nào hỗ trợ. Kiều Thu Mộng lại lắc lắc đầu, nói, Triệu Hồng tụ thiếu cô một ân tình. Sau khi Tôn Dĩnh Thục nghe được lời này, sửng sốt, nói cái này liên quan gì đến Triệu Hồng tụ. Triệu Hồng tụ muốn giết hắn, cho nên, cô phải dùng xong ân tình này. Vẻ mặt Kiều Thu Mộng nghiêm túc nói, ngoại trừ cô ra, không ai có thể khiến cho Triệu Hồng tụ thu tay lại. Tôn Dĩnh Thục bị lời này của Kiều Thu Mộng làm cho dao động rồi, ngón tay run lên, chậm rãi nói, Triệu Hồng tụ muốn giết Tề Đẳng Nhàn. Nói thế thì, thật sự đúng là vì dân trừ hại. Kiều Thu Mộng không nói gì, chỉ nhìn Tôn Dĩnh Thục, nói, nếu hắn thật sự bị Triệu Hồng tụ đánh chết, mà cô lại không hỗ trợ, để cho nhà họ Trần ở Nam Dương biết được, hơn phân nửa sẽ không tiếp tục hợp tác bất kỳ lần nào với cô nữa. Tài phiệt Thượng Tinh vừa mới tiến vào thị trường Nam Dương thị trường đúng không? Không nói đến chuyện cô cũng bởi vì chuyện này mà ăn được một đợt tiền lãi rồi, củng cố địa vị của mình, tăng cường quyền lên tiếng, trong tương lai cũng có thể kiếm được càng nhiều tiền hơn nữa. Tôi nghĩ, cô không muốn nhà họ Trần ở Nam Dương bỗng nhiên trở mặt với cô đúng không? Nam Dương hiện tại rất loạn, nhưng nhà họ Trần dù sao cũng là địa đầu xà, nắm giữ báng súng. Tôn Dĩnh Thục bị cô ta uy hiếp, khinh thường cười cười, nói, cô quá xem trọng ảnh hưởng của nhà họ Trần đối với chúng tôi đúng không? Thị trường Nam Dương tất nhiên rất mê người, nhưng vứt bỏ nó cũng không phải không thể. Hai mắt Kiều Thu Mộng chợt lóe hàn quang, nói, cô không đồng ý. Tôn Dĩnh Thục nói, tôi không đồng ý cô còn dám giết tôi. Đương nhiên cô ta không có khả năng ra tay với Tôn Dĩnh Thục. Tôn Dĩnh Thục cười cười, nói tôi muốn biết, mối quan hệ giữa cô và hắn là gì, hắn cặn bã như vậy, đáng giá để cô nửa đêm nửa hôm tới tìm tôi. Trên mặt Kiều Thu Mộng hiện ra vẻ chua xót,
nói, vợ trước. Phụt. Tôn Dĩnh Thục thiếu chút nữa phun hết cà phê trong miệng ra, cái quan hệ này, thật sự cô ta không nghĩ tới. Cũng đã ly hôn rồi cô còn giúp hắn. Hơn nữa, hiện tại hắn hình như vừa mới quen một cô bạn gái ở Thượng Hải, không sai thì tên là Giang Khuynh Nguyệt. Tôn Dĩnh Thục kinh ngạc nói. Biệt thự nhà họ Giang cũng ở gần chỗ cô ta ở, cho nên động tĩnh bên nhà họ Giang, cô ta vẫn có nghe được hơi hơi. Kiều Thu Mộng bình tĩnh nói, tôi nợ hắn rất nhiều, đương nhiên là còn. Tôn Dĩnh Thục cười cười, nói, cô trở về đi, chuyện này cho tôi suy nghĩ một chút. Sốt cuộc, nói vậy cô cũng biết, muốn cho người như Triệu Hồng Tụ thiếu nợ một nhân tình, cũng không phải là một việc dễ dàng. Kiều Thu Mộng nói, nhanh nha, nếu tôi không đoán sai thì Triệu Hồng Tụ sẽ không bỏ qua cơ hội này. Tề Đẳng Nhàn vừa mới đánh nhau với Hồng Thiên Đô, hơn nữa còn đánh chết người. Bản thân lại bị thương không nhẹ, lần này không thể nghi ngờ là thời cơ giết hắn tốt nhất. Hơn nữa, đại cao thủ như Hồng Thiên Đô cũng chết ở trong tay của hắn, nhà họ Triệu chắc chắn sẽ càng thêm cảnh giác, hơn phân nửa sẽ thúc giục Triệu Hồng Tụ ra tay với Tề Đẳng Nhàn động thủ. Chờ sau khi Kiều Thu Mộng đi rồi, Tôn Dĩnh Thục liền lâm vào trầm tư. Chính như cô ta nói, làm cho một đại cao thủ như Triệu Hồng Tụ thiếu nợ ân tình cũng không phải là một việc dễ dàng. Cho tới nay cô ta vẫn luôn nghĩ dùng ân tình này như thế nào. Sáng sớm hôm sau, Tề Đẳng Nhàn tỉnh dậy sớm, ngoại trừ cơ thể chưa khôi phục ra, cảm giác vẫn rất thần thanh khí sảng. Nhưng ngay sau đó, hắn liền sảng không nổi nữa. Bởi vì, cửa phòng bệnh bị người khác đẩy ra, một cô gái mặc một thân đồ thể dục màu trắng đi đến, tóc đuôi ngựa buộc cao sau đầu, để mặt mộc. Dung mạo của cô ta cũng không thể coi như đặc biệt xuất sắc. Đặc biệt kinh diễm, nhưng rất dễ nhìn, hơn nữa trên người mang theo một loại khí chất thong dong, mang đến cho người ta cảm giác vô cùng kỳ diệu. Tề Đẳng Nhàn híp híp hai mắt của mình, mỉm cười nói, khí chất này, cô là Triệu Hồng Tụ đúng không? Triệu Hồng Tụ gật gật đầu, nói, xin chào. Tề Đẳng Nhàn nói, không tốt, tôi một chút cũng không tốt, mới đánh nhau một trận với Hồng Thiên Đô, thân thể còn chưa kịp khôi phục mà cô đã tới rồi. Triệu Hồng Tụ nói, xin lỗi, chỉ có lúc này, tôi mới tuyệt đối nắm chắc đánh chết được anh, không cho anh chạy trốn. Dương Quan Quan bị đánh thức, sau khi nhìn thấy Triệu Hồng Tụ, lập tức đầy mặt địch ý. Cô đừng nói chuyện, cô không phải đối thủ của cô ta, so với nói mấy lời khó nghe, chỉ bằng nhịn lại, nghĩ về sau nâng cao năng lực của bản thân như thế nào đi. Tề Đẳng Nhàn liếc mắt nhìn cô ta một cái, nói. Sắc mặt Dương Quan Quan trắng nhợt. Trong nội tâm bốc lên một loại cảm giác thất bại thảm hại, lại là như vậy, lại là như vậy, vào thời khắc mấu chốt như này, tại sao bản thân lại không thể giúp dù chỉ là một chút. Triệu Hồng Tụ chậm rãi nâng lên cánh tay phải của mình, mở ra với Tề Đẳng Nhàn, hỏi anh muốn chết trước mặt cô ta, hay là chết ở bên ngoài. Sắc mặt Tề Đẳng Nhàn hơi cứng lại, thu lại gương mặt tươi cười, nói trận chiến giữa tôi và Hồng Thiên Đô, đúng là đã bị hao tổn không ít. Nhưng mà... tôi cũng được đến một số thứ không tầm thường, ai đánh chết ai, thật sự không biết được đâu. Triệu Hồng Tụ ngẩn người, nói, cũng tốt, để tôi nhìn xem. Tề Đẳng Nhàn đứng lên, chậm rãi hít thở. Triệu Hồng Tụ yên tĩnh chờ. Sau đó, cô ta liền nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn bỗng nhiên xoay người một cái, dầm một tiếng đánh vỡ cửa kính, cơ thể từ tòa nhà cao tầng nhảy ra ngoài. Vào lúc này... cho dù là thong dong như Triệu Hồng Tụ cũng khó tránh khỏi run run khóe miệng, một ngọn lửa giận nhắm thẳng lên đỉnh đầu mà bốc cháy. Ngay cả Dương Quan Quan cũng chưa nghĩ đến Tề Đẳng Nhàn vậy mà sẽ đột nhiên trốn chạy, càng không nói đến Triệu Hồng Tụ vốn cũng chẳng hiểu được bao nhiêu về hắn. Sau phút giây kinh ngạc ngắn ngủi, Triệu Hồng Tụ cũng bước một bước dài vào tới bên cạnh cửa sổ, trực tiếp nhảy ra. Tầng lầu cao hơn 10 mét, nếu là người thường nhảy ra như vậy, hơn phân nửa là chỉ có đường chết. Nhưng Tề Đẳng Nhàn và Triệu Hồng Tụ đều không phải là người bình thường. Dương Quan Quan há to miệng, sau đó thầm nghĩ, anh mau chạy nhanh lên đi. Sau khi Tề Đẳng Nhàn rơi xuống đất, liền nhìn thấy Triệu Hồng Tụ đã nhảy ra khỏi cửa sổ, sau khi cơ thể rơi xuống được khoảng 2-3 tầng, tay nắm một ô cửa sổ, sau đó lại thả, tiếp tục rơi xuống. Hắn không nói hai lời, nâng bước chạy. Sử dụng long hình thân pháp, tốc độ nhanh như tia chớp,
nhưng mà vị trí cơ tứ đầu lại truyền đến cơn đau nhức kịch liệt vô cùng, làm cho hắn mỗi một lần phát lực đều vô cùng tốn sức, lực bất tòng tâm. Đậu, người phụ nữ này, với trạng thái cơ thể này của mình, chạy không nhanh được. Tề Đẳng Nhàn âm thầm chửi má nó, 100 mét còn chưa chạy đi được, Triệu Hồng Tụ cũng đã đuổi tới cách sau hắn 20 mét. Tề Đẳng Nhàn cắn răng một cái, nhịn cơn đau nhức cơ bắp, phóng một bước dài tới ven tường bệnh viện. Hắn vừa muốn nhảy lên, lại cảm giác sau cổ lạnh buốt, không cần nghĩ cũng biết, tay Triệu Hồng Tụ đã vươn đến đây. Ngoá! Hắn thầm mắng một tiếng, xoay người, duỗi tay đỡ lấy, lại thấy bả vai Triệu Hồng Tụ hơi hơi nghiêng, cả người hắn lập tức bay ra ngoài. Cơ thể của hắn đang vọt đến cây đại thụ, trong nháy mắt sắp đâm vào cây, hắn rơi xuống đất, nhưng thân thể vẫn vọt tới phía trước. Vì thế, hai tay hắn nâng lên, hung hăng đẩy thân cây, phải dùng tới ngàn cân thôi áp, tư thế đẩy này, sức lực cực lớn, cây đại thụ bị hai chưởng đánh cho bị gãy một chút. Hắn nương theo lực này hơi hơi quay người, như dẫm lên thang mây, tạch một tiếng lại nhảy về hướng đầu tường. Nhưng Triệu Hồng Tụ lại vào thời điểm chân hắn vừa mới muốn dẫm lên đầu tường, nâng nắm đấm lên, hung hăng đấm một quyền vào mặt tường. Dầm! Tề Đẳng Nhàn chỉ nghe được dưới chân truyền đến vang lớn, mũi chân vừa mới đạp vào tường, sau đó mặt tường liền sụp đổ. Cho dù hắn là thần tiên cũng chạy không thoát lần này, theo bức tường sập xuống. Còn suýt nữa bị chôn chân. Nhìn thấy Triệu Hồng Tụ mặt không biểu tình đứng ở trước mặt mình, Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ cười nói, trừ lại con đường sống được không? Cô xem tôi cũng đã nhận mình sợ, thấy cô liền chạy, rất cho cô mặt mũi. Cô trở về nói với nhà họ Triệu, tôi chạy trốn quá nhanh, bọn họ chắc chắn sẽ không trách cô. Triệu Hồng Tụ lạnh nhạt nói, không được, anh phải chết. Tề Đẳng Nhàn hít vào một hơi thật sâu. Một chút tiếp xúc với Triệu Hồng Tụ lúc nãy, hắn cũng đã cảm nhận được công lực của Triệu Hồng Tụ rốt cuộc thâm hậu đến mức nào. Với tình trạng cơ thể trước mắt của mình, tuyệt đối không phải là đối thủ. Đừng vô tình như vậy được không? Tôi và Triệu Hồng Nê em gái cô có quan hệ khá tốt. Tề Đẳng Nhàn cười nói. Triệu Hồng Tụ lạnh nhạt như cũ, mũi chân nhấc lên. Tề Đẳng Nhàn cảm giác được một lực áp bách vô cùng khủng bố, thậm chí... lực áp bách này còn cao hơn cả Hồng Thiên Đô. Không hổ là thiên phạt nhà họ Triệu mà. Hắn híp híp hai mắt của mình, biết trận chiến này hơn phân nửa là không thể tránh được. Hơn nữa, với trạng thái hiện tại này, hơn phân nửa cũng không phải là đối thủ của người ta. Đúng vào ngay lúc này, Tôn Dĩnh Thục xuất hiện. Cô ta vừa xuống xe liền lớn tiếng nói với Triệu Hồng Tụ, Triệu Tiểu Thư, chờ một chút, cô còn nợ tôi một ân tình. Triệu Hồng Tụ nghe được giọng của Tôn Dĩnh Thục, hung hăng nhíu nhíu mày, cô ta không nghĩ tới, Tôn Dĩnh Thục vậy mà lại sẽ xuất hiện ở chỗ này, lại còn đề cập đến chuyện ân tình. Sau khi Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy Tôn Dĩnh Thục cũng sửng sốt, kinh ngạc, sao cô ta lại đến đây? Hiện tại tôi phải dùng ân tình này, đó chính là, cô tha hắn không chết. Tôn Dĩnh Thục chỉ một ngón tay vào Tề Đẳng Nhàn, lớn tiếng nói. Tề Đẳng Nhàn nghe được lời này. Lại ngẩn người, sau đó cảm động đến thiếu chút nữa bật khóc, quá phụ tôn cũng làm cảm động lòng người quá đi, bị bản thân lừa mất mấy trăm triệu nhiều như vậy, thời khắc mấu chốt vậy mà lại vẫn còn đồng ý giúp đỡ cho hắn. Sắc mặt Triệu Hồng Tụ trầm xuống, nói, không thể đổi cái khác được à. N tình của tôi thực sự rất quý giá. Tôn Dĩnh Thục nói, ngàn vàng không đổi. Mũi chân đang kiếng lên của Triệu Hồng Tụ chậm rãi hạ xuống, trên mặt tỏ ra có hơi bất mãn. Triệu Hồng Tụ cũng rất rõ ràng, cái gã Tề Đẳng Nhàn này không dễ giết, lần này buông tha, lần sau không biết đến bao giờ. Tôi có thể buông tha cho hắn, nhưng có một điều kiện. Triệu Hồng Tụ lạnh lùng nói. Hả, Tề Đẳng Nhàn cười nhún vai. Triệu Hồng Tụ nói, chơi cờ, anh thắng tôi buông tha cho anh. Tề Đẳng Nhàn suýt nữa vui vẻ đến cười ra tiếng, Triệu Hồng Tụ này có tiếng chơi cờ dở. Điển hình cho người cùi bắp mà thích chơi, kỹ năng chơi cờ của hắn tuy rằng không bằng Triệu Hồng Nê, nhưng ngược đãi loại cùi bắp như Triệu Hồng Tụ hơn phân nửa là không thành vấn đề. Được thôi Tề Đẳng Nhàn luôn miệng đồng ý rồi. Anh đừng hối hận, Triệu Hồng Tụ cười lạnh nói. Tuyệt đối không hối hận, Tề Đẳng Nhàn nói. Tôn Dĩnh Thục thấy Triệu Hồng Tụ không ra tay, hơi thở phào nhẹ nhõm, nói tôi sai người đưa bàn cờ tới.
Không bao lâu sau, hai người trực tiếp ngồi xuống trong cánh rừng nhỏ của bệnh viện, trên bàn đá đặt một bàn cờ, hai người ngồi xuống đối diện nhau. Tôn Dĩnh Thục ở một bên xem chiến. Tề Đẳng Nhàn nói, đến đây đi, bắt đầu đi. Sau khi nói xong lời này, hắn cầm lấy một số quân cờ. Chán, Triệu Hồng Tụ lạnh lùng nói. Tề Đẳng Nhàn mở ra tay, là số lẻ. Điều này làm hắn càng thêm chắn chắn, bản thân đoán trước lấy được quân đen, có thể đi trước, đối phó với người chơi cờ dở như Triệu Hồng Tụ, vậy không phải càng thêm nắm chắc. Triệu Hồng Tụ lặng im một lát, đầu bỗng nhiên cúi xuống, như là ngủ rồi, một lát sau, cô ta ngẩng đầu lên. Rốt cuộc có thể đánh một ván cờ với anh, Triệu Hồng Tụ bỗng nhiên mở miệng nói. Trong đầu Tề Đẳng Nhàn nổ rầm một tiếng, ánh mắt cứng lại. Cô rốt cuộc là Triệu Hồng Nê hay là Triệu Hồng Tụ? Đùa cái gì vậy? Tôi là em, cô ấy là chị. Tôn Dĩnh Thục ở bên cạnh cũng nhìn mà ngây người. Sắc mặt Tề Đẳng Nhàn dần dần trở nên nghiêm túc, nói cô có hai nhân cách. Vào ngay lúc này, hắn nghĩ tới oán quỷ, kẻ này cũng có hai nhân cách, một người luôn miệng lòng dạ từ bi, một người lại muốn giết đến máu chảy thành sông, siêu độ chúng sinh. Người trước mắt người. Hiện tại đã biến thành tuyển thủ cấp độ 3 Triệu Hồng Nê. Trong lòng bàn tay Tề Đẳng Nhàn đã đổ mồ hôi lạnh, con mẹ nó, đùa cái gì đây, người chơi cờ dở nháy mắt biến thành tuyển thủ chuyên nghiệp. Tôi hạ mẹ nó cờ vây gì nữa mà hạ. Như vậy, chúng ta có thể bắt đầu rồi chứ. Anh cầm quân đen đấy. Triệu Hồng Nê mỉm cười nói. Khóe miệng Tề Đẳng Nhàn giật giật, nói, không thể đổi ý sao. Tôi không chơi cờ nữa. Triệu Hồng Nê nói, anh không chơi, vậy chị tôi sẽ đến. Tề Đẳng Nhàn nói, tôi sẽ chơi cùng cô ấy. Triệu Hồng Nê sửng sốt, sau đó đen mặt nói, quả nhiên anh đủ hèn hạ vô sỉ. Cô cũng có khá hơn chút nào đâu, tới giết tôi vào lúc này. Tề Đẳng Nhàn nghiến răng nghiến lợi mắng. Đó là chuyện tốt mà Triệu Hồng Tụ làm, có quan hệ gì với Triệu Hồng Nê tôi? Triệu Hồng Nê nhíu mày nói. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy những lời này có hơi quen tai, không hiểu sao lại nhớ đến chuyện hắn hãm hại Triệu Mạn Nhi, đó là thẻ ngân hàng của Gusinski, có quan hệ gì với Tề Đẳng Nhàn tôi? Bị gậy ông đập lưng ông lần này, làm cho hắn có một cảm giác xúc động gần như muốn hộc máu. À, thì ra bình thường hắn khiến người khác tức giận như vậy sao? Chỉ sợ ai cũng sẽ không nghĩ đến, Triệu Hồng Tụ và Triệu Hồng Nê trên thực tế là một người. Chẳng qua, cô ta giống như oán quỷ, có hai nhân cách. Một người là thiên phạt nhà họ Triệu, một người là mỹ nữ kỳ thủ chuyên nghiệp chinh chiến trên sàn thi đấu cờ vây. Tề Đẳng Nhàn hít vào một hơi thật sâu, đối mặt với Triệu Hồng Nê trên bàn cờ vây, nhưng áp lực không khác gì nhiều khi đối mặt với Hồng Thiên Đô trên chiến trường, hơn nữa, hắn gần như nhìn không được chút hy vọng thắng lợi nào. Tôn Dĩnh Thục ở một bên cũng nhìn đến choáng váng. Cô ta nghe nói Triệu Hồng Tụ chơi cờ dở không thể chịu được, cho rằng Tề Đẳng Nhàn nắm chắc phần thắng, nào biết đâu rằng, người ta có hai nhân cách, một nhân cách khác lại là kỳ thủ chuyên nghiệp. Anh thua, chị của tôi sẽ đi ăn ngay, cho nên, mong anh ra sức một chút, Triệu Hồng Nê mỉm cười nói. Vậy chắc chắn cô đánh nhau không lợi hại bằng cô ta đúng không? Tề Đẳng Nhàn nảy ra ý nghĩ khác, hỏi. Vậy anh có thể thử xem, Triệu Hồng Nê bình tĩnh nói. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy bó tay toàn tập, bản thân hắn cũng sắp nhân cách phân liệt, hắn chấn định trong lòng, hạ quân đen xuống góc trên bên trái. Triệu Hồng Nê gật gật đầu, hai ngón tay thon dài cầm quân trắng, nhẹ nhàng đặt vào tinh vị góc dưới bên phải. Lúc này Tề Đẳng Nhàn nghĩ muốn thần giao cách cảm với Irene Jinva, để cô ấy đến chỉ đạo một chút, ít nhất, phần thắng vẫn rất đại. Nếu không được, Ngọc Tiểu Long cũng được mà. Mới đặt mười mấy quân cờ, ánh mắt Triệu Hồng Nê liền trở nên có hơi không thích hợp. Khóe miệng Tề Đẳng Nhàn nhếch lên, hắn căn bản không hiểu nước cờ mà Triệu Hồng Nê đang đánh, hắn nghiên cứu kỳ phổ không sâu như vậy. Hắn nghĩ, bản thân có nên phun ngụm máu nghẹn mãi lên bàn cờ thượng hay không, nhìn xem có thể một chùm ánh sáng trắng hiện lên, sau đó xuất hiện một linh hồn danh thủ cấp quốc gia, chỉ điểm hắn thắng trận này như thế nào hay không. Suy nghĩ càng loạn, kỳ lực tất nhiên cũng càng kém. Triệu Hồng Nê nhìn không được thở dài, lắc lắc đầu, kẹp quân trắng đặt xuống.
Sau khi Tề Đẳng Nhàn theo mấy lượt, ngẩn người, hình thái này, hắn đã xem qua. Hắn nhớ tới, là hình thái lúc trước Triệu Hồng Nê học đánh cờ ở công viên Sâm Hải, tinh hữu trong Hoàng Long Sĩ Nhượng Từ Phổ. Vì thế, Tề Đẳng Nhàn dựa theo hình thái đó đặt cờ. Triệu Hồng Nê cũng không thay đổi lối chơi, hoàn toàn đánh dựa theo kỳ phổ. Dần dần, Tề Đẳng Nhàn thoát khỏi thế yếu. Quân cờ cuối cùng đặt xuống, bắt đầu đếm mục, Tề Đẳng Nhàn thắng được với nhiều hơn nửa mục. Sắc mặt Triệu Hồng Nê lạnh nhạt, nói anh quả thật là đồ tiểu nhân đê tiện. Tề Đẳng Nhàn nói, đã nhường rồi, cảm ơn cảm ơn. Hắn liên tục chắp tay với Triệu Hồng Nê, mặt già cũng hơi đỏ lên, nếu không phải Triệu Hồng Nê đã nhường, hiện tại hắn chỉ sợ đã chết đến không thể chết hơn. Cũng may trí nhớ của hắn cũng đủ tốt, trước kia đã xem qua cuốn kỳ phổ kia, sau đó lại đánh một lần với Triệu Hồng Nê nên mới nhớ rõ ràng rành mạch. Anh gọi người chơi cờ với tôi gần đây nhất đến đi, tôi muốn trực tiếp đánh một ván với người này. Triệu Hồng Nê nhíu mày nói. Không thành vấn đề, không thành vấn đề. Mấy ngày nữa tôi sẽ gọi cô ấy đến Thượng Hải. Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói. Triệu Hồng Nê khinh thường nhìn hắn một cái, cảm thấy chơi cờ với loại người này, quả thực chính là làm bẩn cờ vây thần thánh, đương nhiên cũng là một loại sỉ nhục đối với năng lực chơi cờ của bản thân. Nhân cách Triệu Hồng Tụ vẫn chưa đi ra. Tề Đẳng Nhàn hoàn toàn có thể thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy trước đây bản thân không phí công làm quen với Triệu Hồng Nê, tuy rằng không tiếp xúc nhiều lắm, nhưng ít nhất, để lại ấn tượng sâu sắc cho cô ta. Cũng có lẽ là Triệu Hồng Nê không muốn Tề Đẳng Nhàn cứ như vậy mà chết đi, bởi vì, nếu hắn chết, có thể cô A sẽ không bao giờ tìm thấy vị kỳ thủ chân chính đứng sau lưng hắn. Triệu Hồng Nê nói, nhớ phải liên lạc với tôi. Nếu không, tôi sẽ bảo chị tôi đến tìm anh bất kỳ lúc nào. Tề Đẳng Nhàn cười cười đồng ý, trong lòng lại nghĩ, chờ đến khi bản thân khỏi hẳn, Triệu Hồng Tụ tới cũng không cần phải sợ. Với tình trạng cơ thể bây giờ của hắn, đối mặt với cao thủ đứng đầu như Triệu Hồng Tụ, không tồn tại khả năng chiến thắng. Sau khi nói xong lời này, Triệu Hồng Nê đứng dậy, đi ra khỏi cánh rừng nhỏ. Chờ sau khi cô ta đi rồi. Tề Đẳng Nhàn lúc này mới xem như hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm, quay đầu thở dài với Tôn Dĩnh Thục, ai có thể nghĩ đến, thiên phạt nhà họ Triệu và kỳ thủ chuyên nghiệp Triệu Hồng Nê, thật ra là cùng một người. Tôn Dĩnh Thục gật gật đầu, nhìn bàn cờ, có chút khiếp sợ, nói anh chơi cờ lợi hại như vậy, ngay cả kỳ thủ chuyên nghiệp cũng có thể thắng. Cô ta không hiểu cờ vây cho lắm, chỉ có thể nhìn ra được đại khái, quân đen thắng. Sau khi Tề Đẳng Nhàn nghe được những lời này của cô ta, vô cùng xấu hổ, nhưng vẫn rất ra vẻ ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói cờ như nhân sinh, cũng như võ học. Tôi thường xuyên thông qua cờ vây để hiểu được nhân sinh, hiểu được võ học ảo diệu. Tôi có thể thắng cô ta, cũng chẳng có gì lạ đúng không? Tôn Dĩnh Thục nghe xong cảm thấy thật thâm ảo, không hiểu cho lắm. Lần này, lại để cho Tề Đẳng Nhàn ra vẻ rồi. Nhưng mà, lại nói. Tôi thật sự nên cảm ơn cô cho tốt, nếu không có Tôn phu nhân kịp thời tới giúp, hơn nữa còn dùng ân tình. Chỉ sợ là bây giờ tôi đã chết rồi. Tề Đẳng Nhàn thu dọn cờ vây trên mặt bàn, nói. Ha ha, không phải anh đã tuyệt giao với tôi sao? Tôn Dĩnh Thục lạnh lùng nói. Đừng thù dai như vậy, đó là lời nói lúc tức giận mà thôi. Hiện tại mới thấy, cô thật sự rất không tồi, có thể kết giao. Tề Đẳng Nhàn nói. Tôn Dĩnh Thục chỉ đầy mặt lạnh nhạt, cái thằng đàn ông nhỏ nhen này, nói chuyện quả thực giống như đánh rắm. Tề Đẳng Nhàn đậy nắp hộp cờ lại, sau đó mới có chút nghi hoặc nói, lại nói, tại sao cô biết Triệu Hồng Tụ tới tìm tôi? Tôn Dĩnh Thục nói, là vợ trước của anh đến tìm tôi vào đêm hôm qua, sau đó nói cho tôi chuyện này, cho nên hôm nay tôi mới có thể xuất hiện ở chỗ này. Vợ trước của tôi. Trước tiên Tề Đẳng Nhàn ngẩn người một chút. Sau đó mới nhớ tới Kiều Thu Mộng. Chuyện này làm cho hắn kinh ngạc, không nghĩ tới, vậy mà Tôn Dĩnh Thục lại là do Kiều Thu Mộng tìm đến. Vậy lát nữa tôi sẽ gọi điện thoại cho cô ấy, cũng phải cảm ơn cô ấy thật tốt mới được. Tề Đẳng Nhàn thở ra một hơi, trên mặt mang theo ý cười. Đã rất lâu chưa gặp lại Kiều Thu Mộng, cũng không biết tình hình hiện tại của cô ấy như thế nào. Tề Đẳng Nhàn đứng dậy, nói chuyện bảng hiệu của bố cô. Yên tâm đi, giúp tôi việc lớn như vậy, tôi sẽ giúp cô lấy lại.
Tôn Dĩnh Thục nghe xong, trên mặt hiện ra một tia vui mừng, nói coi như anh thức thời. Đến lúc đó cho tôi 100 triệu là được. Tề Đẳng Nhàn nghĩ nghĩ, nghiêm túc nói. Nụ cười tươi của Tôn Dĩnh Thục cứng đờ ở trên mặt, trong đôi mắt gần như có thể phun ra lửa, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, đùa tôi đúng không? Tôn Dĩnh Thục cảm thấy, với cái cách nói chuyện kéo thù hận khắp nơi của Tề Đẳng Nhàn, không bị người ta chém cho một đao thật sự là chuyện lạ. Chỉ đùa một chút mà thôi, Tôn phu nhân đừng nhỏ mọn như vậy. Tề Đẳng Nhàn nói. Anh trả lại tôi 100 triệu bị anh lừa mất, tôi sẽ không tức giận. Tôn Dĩnh Thục lịch sự nhưng chửi thầm trong lòng cười nói. Tề Đẳng Nhàn nói, cô cứ thích nói đùa, tặng cho người khác rồi còn có lý nào đòi lại. Cô xem, Rolex và Hermes cô tặng cho tôi, bây giờ tôi vẫn còn dùng đây này. Tôn Dĩnh Thục bỗng nhiên cảm thấy việc bản thân tới đây khuyên bảo Triệu Hồng Tụ buông tha cho hắn là một chuyện sai lầm, có lẽ, lúc nãy nên xin Triệu Hồng Tụ chơi chết Tề Đẳng Nhàn, cách nào thảm nhất thì dùng cách ấy. Sau khi nói chuyện phiếm vài câu cùng Tôn Dĩnh Thục, lúc này Tề Đẳng Nhàn mới móc di động ra gọi một cuộc cho Dương Quan Quan, báo cho cô ta biết bản thân không có việc gì. Chuyện này làm Dương Quan Quan thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên, tại họa để lại ngàn năm, không thể dễ dàng chết được. Không thể không nói, mạng chó của Tề Đẳng Nhàn xem như tạm thời nhặt về được. Đương nhiên, hắn cũng có hơi tiếc hận, nếu cơ thể của mình ở trạng thái tốt nhất thì đánh một trận với Triệu Hồng Tụ cũng chưa chắc không thể. Trong quá trình truy đuổi vừa rồi, hắn cũng đã cảm nhận được công lực cao đến khủng bố của người phụ nữ này, được gọi là thiên phạt cũng không phải không có đạo lý. Qua mấy ngày nữa gọi Jinva đến Thượng Hải đánh mấy ván cờ với Triệu Hồng Nê, nếu không, Triệu Hồng Tụ tới tìm mình gây phiền toái cũng đau đầu. Tề Đẳng Nhàn bất đắc dĩ nghĩ. Tề Đẳng Nhàn giơ tay nhìn chiếc đồng hồ trên tay một cái, nói với Tôn Dĩnh Thục, Tôn phu nhân, tôi mời cô một bữa cơm được không, con người tôi chính là có ơn tất báo. Tôn Dĩnh Thục cảm thấy lời này rất chói tai, nghe như thế nào cũng như là đang châm chọc mình, hơi nhướng đôi lông mày thanh tú. Không có ý châm chọc cô đâu, là cảm ơn thật lòng. Tề Đẳng Nhàn nhếch miệng cười nói. Tôn Dĩnh Thục cũng không chấp nhặt hắn, nghĩ bản thân cũng không có việc gì, liền để cho hắn sắp xếp một buổi. Tề Đẳng Nhàn nói, tuy rằng là vợ trước của tôi đến tìm cô, nhờ cô hỗ trợ, nhưng cô đồng ý vì tôi sử dụng ân tình của Triệu Hồng Tụ, tôi không ngờ, bất kể nói như thế nào cũng phải cảm ơn cô. Sắc mặt Tôn Dĩnh Thục như thường, nói, có qua có lại thôi, anh giúp tôi, tất nhiên tôi cũng sẽ giúp anh. Huống chi, bây giờ tôi và nhà họ Trần ở Nam Dương vẫn còn quan hệ hợp tác, nếu bọn họ biết tôi không giúp anh, chắc chắn sẽ không chào đón. Tề Đẳng Nhàn nói, về sau mọi người chính là bạn bè, nếu cô có chuyện phiền toái nào khó giải quyết, cứ việc nói với tôi, có thể giúp, tôi sẽ tận lực giúp. Tôn Dĩnh Thục nói, không phải sớm đã tuyệt giao sao? Loại người như tôi, trong mắt chỉ có ích lợi, làm sao xứng làm bạn với anh được? Tề Đẳng Nhàn cười nói, mỉa mai đấy à? Cô đường đường là bà chủ tài phiệt Thượng Tinh, sao lại có thể nhỏ mọn như vậy được, rộng lượng một chút không được à? Tôn Dĩnh Thục cười lạnh nói, không thể rộng lượng với loại người như anh được, không phải anh am hiểu nhất là được đà lấn tới, được một tấc lại muốn tiến một thước sao? Cũng đã ngủ cùng một giường, còn nói như vậy, tổn thương người ta quá. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu nói. Sớm hay muộn cũng có một ngày, tôi phải cắt cái lưỡi của anh xuống. Tôn Dĩnh Thục giơ đao, nhẹ nhàng cắt thịt bò, gương mặt nở nụ cười âm trầm. Còn hận chuyện tôi liếm chân của cô một chút đúng không? Tề Đẳng Nhàn nói. Tôn Dĩnh Thục sửng sốt, sau đó dở khóc dở cười, cái tên chó này, cô ta có nói chuyện này sao? Chó liếm, Tôn Dĩnh Thục cười lạnh nói. Cô đừng mắng bản thân mà, không đến mức đó, chỉ là liếm chân cô một chút mà thôi, cô lại mắng bản thân mình là chó, rất không đáng giá. Tề Đẳng Nhàn nghiêm túc nói. A Tây, Tôn Dĩnh Thục phát điên, vì sao tôi lại đồng ý ăn cơm với anh? Tôi mẹ nó có phải phạm tiện hay không? Tề Đẳng Nhàn vui vẻ khi thấy Tôn Dĩnh Thục tức giận đến dương nanh múa vuốt, không biết vì sao, dù sao cũng vui sướng. Có lẽ, xét đến cùng chính là thằng nhãi này quá thù dai, còn ghi hận người ta từng đâm sau lưng hắn. Thậm chí, Tôn Dĩnh Thục cũng có một loại cảm giác quái quái, tuy rằng có một số thời điểm bị hắn làm cho tức giận đến muốn giết người,
nhưng sau đó nhớ lại, cũng cảm thấy có chút thú vị. Cũng theo như lời của Tề Đẳng Nhàn, bên cạnh cô ta không có lấy một người đáng tín nhiệm, đừng nói là bạn bè, vui cười giận mắng như vậy, là mấy điều còn thiếu trong cuộc đời cô ta. Mấy ngày nữa tôi sẽ phải về Triều Tiên, công việc ở Hoa Quốc đã xử lý gần xong rồi. Hy vọng anh đừng quên lời nói trước đây của mình, tôi sẽ luôn chờ. Tôn Dĩnh Thục nói. Han Sung Jun chứ gì, chút lòng thành mà thôi, Tề Đẳng Nhàn mỉm cười nói. Tôn Dĩnh Thục lạnh lùng nói, anh cứ xem thường ông ta đi, đến lúc đó bị đánh như chó, không còn mặt mũi tới gặp tôi. Tề Đẳng Nhàn lắc đầu, nói, nếu ông ta được gọi là đệ nhất cao thủ của Triều Tiên các cô, hơn nữa còn sáng lập một môn phái lớn, tất nhiên tôi sẽ không xem thường ông ta. Tôn Dĩnh Thục ăn xong đĩa bò bít tết của mình rồi, sau đó thở ra một hơi, nghĩ tới những ngày quay lại Triều Tiên liền cảm thấy có hơi buồn bực. Là quyền cao chức trọng không sai, nhưng cũng không đại biểu cho việc cô ta sống vui vẻ. Lần trước anh nói không sai, tôi quá suy nghĩ tính kế, cho nên bên người ngay cả một người đáng tín nhiệm cũng không có. Thậm chí, tôi cũng không biết, bản thân cầm quyền kinh tế lớn như vậy, rốt cuộc là vì cái gì? Ánh mắt Tôn Dĩnh Thục mơ hồ nhìn về phía ngoài cửa sổ, nói. Ai có chí nấy, có một số người sùng bái quyền lực, cho dù người đó cũng cảm thấy trống rỗng. Nhưng vẫn sẽ nắm chặt lấy thứ này. Cô hơn phân nửa chính là loại người này đúng không? Nhưng mà, nếu cô có thể ra mặt giúp tôi đây vẫn là công nhận người bạn là cô. Tề Đẳng Nhàn nói. Tôn Dĩnh Thục cười cười, nói, bạn bè, trước kia tôi cũng có, nhưng từ sau khi tôi gả vào nhà họ thôi thì không còn nữa. Cho dù trước đây bạn cũng có liên lạc với tôi, nhưng mà cũng chỉ là nhờ tôi làm việc, tìm tôi vay tiền. Hiện tại sao? Càng không cần phải nói. Trong tài phiệt Thượng Tinh và nhà họ thôi, càng không có bạn bè, một đám bọn họ ở sau lưng đều gọi tôi là quá phụ đen. Tề Đẳng Nhàn ngẩn người, nói, cô là quá phụ, cái này tôi biết rất rõ. Tôn Dĩnh Thục nhíu nhíu mày, theo bản năng cảm thấy hắn không nói được lời hay nào. Nhưng có đen hay không, tôi cũng không biết, Tề Đẳng Nhàn nói tiếp. Tay cầm nĩa của Tôn Dĩnh Thục bỗng nhiên siết chặt lại. Trên mu bàn tay tinh xảo, gân xanh nổi hết lên, sau đó, hai mắt cô ta tràn ngập sát ý trợn trừng nhìn hắn. Họ Tề, anh đi tìm chết đi cho tôi. Tôn Dĩnh Thục trực tiếp bùng nổ, hung hăng vỗ mạnh một cái lên mặt bàn, đứng lên đi ra ngoài. Kết quả cũng là lại tức muốn nổ phổi, bước đi rất nhanh, cộp 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 vài bước đã đi tới cửa, không chú ý bậc thang, ngã một phát dập mông. Đường đường là bà chủ của tài phiệt Thượng Tinh. Chật vật đến như vậy, làm cho Tề Đẳng Nhàn nhìn mà bật cười. Tôn Dĩnh Thục quay đầu nhìn thấy hắn còn đang cười, suýt nữa tức phát khóc, tên này đúng là thằng chó không có lương tâm. Nhưng mà, Tề Đẳng Nhàn cười thì cười, vẫn đi lên đỡ cô ta dậy, thậm chí duỗi tay giúp cô ta vỗ vỗ bụi đất trên váy. Còn thuận tay phủi luôn bụi đất trên mông. Phủi một lát mới cảm giác không thích hợp, vội vàng thu tay lại. Tôn Dĩnh Thục lại như bị sét đánh, sau đó quay đầu, nước mắt đầy trong hốc mắt trừng mắt nhìn hắn, nói, về sau không cần liên lạc nữa, ngoại trừ chuyện trước đây anh đã đồng ý. Tề Đẳng Nhàn lại cười nói, chắc là cô đi không nổi đâu, để tôi đưa cô vào đi. Tôn Dĩnh Thục hiện tại vừa tức giận vừa nóng nảy, vừa mới ngã một cái, rơi cũng không nhẹ, thật sự có hơi không đi nổi, nhưng cô ta cố tình không muốn ở chung với tên chó Tề Đẳng Nhàn nữa. Tề Đẳng Nhàn đỡ Tôn Dĩnh Thục lên xe, sau đó làm tài xế cho cô ta, đưa cô ta về nhà. Trong quá trình này, Tề Đẳng Nhàn lại biểu hiện ra vô cùng thân sĩ. Sau khi đưa Tôn Dĩnh Thục về nhà, cô ta dầm một tiếng đóng cửa lớn lại, ngay cả một câu tạm biệt cũng lười nói với Tề Đẳng Nhàn. Này, Tôn Dĩnh Thục, về sau có chuyện gì phiền toái, có thể tìm tôi nhờ vả. Tề Đẳng Nhàn ở ngoài cửa cười nói một câu. Tôn Dĩnh Thục nghe được câu này, sửng sốt, cái tên chó này, vẫn luôn cố ý làm mình tức giận. Tề Đẳng Nhàn vừa mới tiến quá phụ Tôn đi, bên này liền nhận được tin nhắn Lý Vân Uyển gửi đến, báo trước thời gian ra sân bay đón người cho hắn. Đã lâu lắm rồi không gặp, Tề Đẳng Nhàn tất nhiên không dám lơ là, hơn nữa, hắn còn chuẩn bị hết tất cả mọi thứ từ trước.
Mặc dù Lý Vân Huyền không hẳn là người xấu nhưng Tề Đẳng Nhàn vẫn chuẩn bị đầy đủ từ sớm để đảm bảo rằng nếu như Tu La Địa Võng có ập đến thì ít nhất hắn cũng có thể xử lý nó một cách điêu luyện. Hắn móc túi quần, một cái chìa khóa xe Ferrari SF90 xuất hiện ở trong tay. Lý Vân Huyền từ nhỏ đã là thiên kim đại tiểu thư và rất trung tình với mấy món đồ xa xỉ kiểu này, những thứ như xe sang ấy mà, tất nhiên cô ấy sẽ không bao giờ chê nhiều. Thường thì mấy loại xe thể thao cao cấp như thế này đều cần phải đặt hàng trước, sau đó đợi vài tháng thậm chí là vài năm thì mới có hàng, chỉ riêng phụ kiện tùy chọn thôi đã tốn thêm mấy chục vạn rồi. Có điều, vì để có thể lấy được chiếc xe một cách nhanh nhất, Tề Đẳng Nhàn đã bảo Văn Tư Thuận thông qua quan hệ để lấy được chiếc xe trong phòng triển lãm vừa mới kết thúc, chìa khóa xe đã được đưa thẳng đến tay hắn. IQ của mình đúng là không ai có thể địch lại được mà. Tề Đẳng Nhàn suy nghĩ với vẻ đắc ý và trực tiếp lái chiếc xe thể thao đến sân bay. Cũng may là ở Thượng Hải có rất nhiều người giàu, thế nên chiếc xe này ở trên đường trông cũng khá là bắt mắt nhưng cũng tuyệt đối không khoa trương như chiếc Aston Martin 177. Đứng đợi ở cửa sân bay một lúc lâu, cốc cà phê mua về cũng đã uống hết rồi, mãi mới nhìn thấy bóng dáng của Lý Vân Huyền. Tề Đẳng Nhàn nhìn thấy đồ yêu nghiệt này đang đeo một chiếc kính mát màu đen được tặng khi mua một chiếc xe hơi sang trọng, cô ấy mặc một chiếc áo gió ngắn màu đen, phía dưới là một chiếc quần đùi rất ngắn, trên eo đeo một chiếc thắt lưng Hermes màu trắng sữa để tôn lên thân hình mảnh khảnh của cô ấy, đôi bút cổ ngắn cao gót dưới chân cũng là mẫu đặc biệt của Hermes, còn trên chân chính là chiếc quần tất đen có dòng ký tự mà Tề Đẳng Nhàn yêu thích nhất. Lý Vân Huyền cũng nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn, cô ấy lập tức nở nụ cười, vội vàng kéo chiếc vali và nhanh bước chạy ra ngoài. Sau đó, trong ánh mắt cực kỳ hâm mộ của vô số những tên đàn ông xung quanh, cô ấy lao vào trong vòng tay của Tề Đẳng Nhàn. Anh Tề, anh có nhớ em không? Lý Vân Huyền cười và hỏi. Tôi cảm thấy cả người mình suốt ngày len keng Tề Đẳng Nhàn thở dài. Lý Vân Huyền ngẩn người. Bởi vì chuông kêu leng keng mà, Tề Đẳng Nhàn nói, mấy lời nói xến xúa này khiến cho mọi người xung quanh nghe mà buồn nôn. Lý Vân Huyền ha ha cười lớn, cô ấy trực tiếp đưa cái vali cho hắn để hắn kéo đi, hai tay đưa ra và ôm lấy cánh tay của hắn, trông y như một con chim nhỏ dựa người. Lý Vân Huyền của bây giờ cũng đã có chút dáng dấp của một người phụ nữ cá tính đang ở độ tuổi trưởng thành rồi. Khí chất lạnh lùng và xinh đẹp của cô ấy đủ để xua đuổi rất nhiều những tên đàn ông muốn đến bắt chuyện. Sau khi đến được bãi đỗ xe, Tề Đẳng Nhàn lấy chìa khóa xe ra và nói, quà cho em này. Lý Vân Huyền không khỏi ngẩn người, cô ấy nói với vẻ bất ngờ, SF90. Chiếc này á, em thích nó. Tề Đẳng Nhàn nói, cứ lấy đi mà dùng. Hắn ở Thượng Hải cũng rất phát tài. Dù sao thì chỉ tính riêng chỗ trường đấu chó của Triệu Man Nhi thôi là hắn đã lãi dòng được 300 triệu rồi. Anh giữ lấy mà dùng đi, em không ở Thượng Hải được mấy ngày đâu. Lý Vân Huyền cười cười và nhét chiếc chìa khóa vào lại trong tay hắn, đi thôi. Sau khi lên xe, Tề Đẳng Nhàn hỏi, đi thẳng đến chỗ mẹ em à? Lý Vân Huyền bật điều hướng và nói, đi theo điều hướng đi. Tề Đẳng Nhàn đi theo điều hướng trong suốt hơn một giờ đồng hồ. Khi đến đích, hắn bỗng chốc ngẩn người, con mẹ đó, đây không phải là khách sạn à? Em đặt phòng xong rồi. Lý Vân Huyền nheo mắt cười, trong mắt có một sự dễ thương như thể có thể vắt ra nước vậy. À, cái này, Tề Đẳng Nhàn cảm thấy thợ săn cao cấp đúng thật là sẽ luôn xuất hiện theo cách của một con mồi mà. Sau khi đi vào trong phòng, Lý Vân Huyền đóng cửa lại và nói, em đã nói với mẹ em rồi, buổi chiều sẽ đến ăn cơm với bà ấy. Từ giờ cho đến giờ ăn cơm chiều vẫn còn những mấy tiếng đồng hồ nữa cơ. Tề Đẳng Nhàn cảm thấy lúc này mà cho cô ấy thêm một hiệu ứng mắt đỏ thì thật là tuyệt vời. Sau buổi chiều hôm nay, cơ thể vốn đã yếu ớt của Tề Đẳng Nhàn đã càng trở nên tệ hơn, nếu như lúc này Triệu Hồng tụ tới chém hắn, đoán chừng hắn còn không cả có sức mà chạy nữa đâu. Ấy, sao anh lại đổ mồ hôi thế? Trước đây đâu có thấy anh đổ mồ hôi bao giờ đâu. Lý Vân Huyền lần đầu tiên nhìn thấy Tề Đẳng Nhàn mệt đến mồ hôi nhễ nhại thì vô cùng kinh ngạc. Dạo gần đây đánh nhau với người ta nên có hơi bị thương, còn đang trong thời gian hồi phục nữa. Tề Đẳng Nhàn hì hục làm việc, vô cùng cố gắng. Lý Vân Huyền ngược lại vô cùng rạng rỡ,
Tề Đẳng Nhàn thầm nghĩ trong lòng, tôi thực sự không còn một giọt nào đâu. Đối với biểu hiện cố gắng của Tề Đẳng Nhàn, Lý Vân Uyển cũng khá là hài lòng. Này này này, đừng ngủ nữa, chúng ta nên xuất phát rồi. Lý Vân Uyển vỗ nhẹ vào gò má của Tề Đẳng Nhàn, cười tít mắt và nói. Hướng Đông Tinh vắt kiệt em thì em cũng không cần phải đến đây báo thù tôi đâu nhỉ. Tề Đẳng Nhàn lật người ngồi dậy, hít thở sâu một hơi để lấy lại sức lực. Lý Vân Uyển lập tức ôm lấy cổ Tề Đẳng Nhàn, lắc lắc vài cái và nói, đây chẳng phải là do lâu ngày không gặp nên nhớ nhung quá nhiều hay sao? Tề Đẳng Nhàn ngáp dài một cái rồi bắt đầu sửa sang lại mình và ăn mặc chỉnh tề. Chính vào lúc này, hắn nhận được điện thoại của chuyển phát nhanh. Tề Đẳng Nhàn trực tiếp bảo người đó giao hàng đến tận cửa khách sạn, nói rằng sẽ kèm theo tiền bâu ơ, trước sự cám dỗ của một khoản tiền bâu ơ khổng lồ, bưu tá đương nhiên là vui vẻ đồng ý. Tề Đẳng Nhàn và Lý Vân Uyển trả phòng rồi đứng ở cửa khách sạn đợi bưu tá mang hàng đến và đưa cho anh ta tờ tiền 500 coi như là tiền bâu ơ. Đây là cái gì thế? Lý Vân Uyển không nhịn được mà hỏi, cô ấy nhìn thấy địa chỉ gửi hàng là nhà tù Udo. Đồ dùng để đổi lấy tiền, Tề Đẳng Nhàn trực tiếp mở hộp chuyển phát nhanh ra, bên trong là một cái hộp nhỏ được đóng gói tinh xảo, sau khi mở ra bèn có thể nhìn thấy một viên ngọc tủy đang nằm yên trong cái hộp nhỏ. Viên ngọc tủy này trong suốt như pha lê, trên mặt viết hai chữ Thượng Hải. Lý Vân Uyển không khỏi ngạc nhiên và nói, đây là tín vật của giám đốc Long Môn Thượng Hải à? Tề Đẳng Nhàn nói, đây là hàng nhái. Tôi bảo cao thủ chuyên làm đồ giả trong nhà tù Udo làm ra đấy, mua khối ngọc này tốn những mấy vạn, đau lòng muốn chết. Trong nhà tù Udo cái gì cũng ít, chỉ có nhân tài là nhiều. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 45.